ta đây, màn hình cũng tối kìa. Chả hiểu sao rồi, sáng tăng sáng hết cỡ. Sao màn hình nó tối như này thì biết đấy. Gần gần thì sáng, đứng xa ra là lại tối tối. Lên lúc đuối quá. Dạo này chỉ có ăn được thôi chứ còn không có làm được. Nói là mệt chỉ có ngồi không. Em ơi, một đứa trực bài đăng chốt cho chị luôn đi em ơi. Đăng chốt đây này. Gì chốt đây này, con bảo gì chị chốt như thế này luôn này. Thì đỡ phải vào, tìm. Vào trả lời nữa. Đây là gì vào, ở đây nhưng mà... Gửi tin nhắn đây này. Đấy nha. Xong thì cóp luôn cái này này, đợi để bọn cóp. Cái này có được đâu. Ở đâu có máy của gì vào. Nói gì bảo thì chốt nguyên như này cho xem. Chốt theo mẫu như này luôn. Là việc chỉ việc cóp xong gửi thôi. Chỗ đã đầy đủ đâu, kèm cả áo quà tặng mà. Đây thì cót luôn như thế này, nó dễ luôn. Đây này gì này? Đây máy của bên Anh. Tôi gửi lên cho nhóm là gì, chỉ việc cót cũng cả gửi cho khách thôi. Đấy, thì cót luôn cái đấy là được rồi. Trả lời thì chạm vào cái sớm nhất ấy. Hello mọi người nha. Trời ơi các chị ơi, em lên lúc nào. Chết rồi, dạo này ăn thì ăn được mà nói thì không nói được các chị ạ. Có chị nào hậu Covid nó bị lười như em không? Ăn thì ăn được mà nói thì không nói được. Đấy. Máy có gì là vào được đúng không? Thôi đây để con. Thôi cái này để tí nữa con trả lời cho. Bảo một đứa đi dùng iPhone cho nó dễ. Tức là đây này phải trả lời comment nhá, xong mới vào tin nhắn. Tức là cứ khách nào cũng là đều có trả lời comment ấy, xong mới vào tin nhắn. Thế thì mới không bị sót được, xong nên lướt lại này. Lan Trương này ghi ra chị đi, nhắn lên nhóm đi. Xong tí nữa một đứa vào xem lại. Tuyết Trinh này. Chị Ngân là gì vừa chốt à? Tuyết Trinh là Trinh CH. Chị Ngân là gì vừa chốt hay chưa đúng không? Chưa chứ. Thôi để con chốt luôn cho. Chả phải trả lời ở trên phản hồi trên này xong mới nhắn tin. Em ghi cho chị Ngân nữa này. Oanh Sâu Kiêu. Đều là 189 hết nhá. Hành tây. Rồi. Mọi người chờ em chút nha các chị. Này, một cái này vào tin bot đi chứ. Mọi người vào chia sẻ lên nha các chị. Nay em lên tầm khoảng độ tiếng thôi, 30 phút độ tiếng thôi. Chứ mệt lắm, không có like được đâu các chị ơi.
Mọi người vào chia sẻ live stream lên cho em ạ. Cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm nha các bác. Chia sẻ xong rồi chuẩn bị vào đây để tặng món quà cái đã nào. Có cái set váy cái mang này chị tặng. Cho khách chia sẻ live stream nhiều nhất này, tương tác tốt nhất để quay số nha các chị ơi. Bảo anh lên để thống kê chia sẻ chưa đây chị em ạ. Set váy này em định để lại em mặc đây này. Nặng lắm nhưng em nói luôn, chị nào được tặng set này thì trả 50.000 tiền ship nhá. Em nói luôn, riêng em là em nói luôn, set này của em coi như là gần 1 triệu một set này rồi. Chị nào được tặng set này trả 50.000 đồng tiền ship. Em sợ 50.000 còn không ship được set này ạ. Cái này là hàng đặt riêng nên nó rất là nặng luôn các chị, hai lớp nhá. Chuẩn của top shop luôn cho các chị em mình luôn này. Em định để lại mà thôi, em để lại đây. Chà ơi này, em mới để lại, nặng lắm. Nhưng chẳng biết giờ có mặc được S đâu, thôi để lại để lấy động lực giảm cân. Tặng cái khác để lại để lấy động lực giảm cân. Dạo này béo quá rồi. Tặng cái này đi. Tặng em áo khoác xinh đẹp này đi. Em để lại set kia nhá, em tặng áo khoác này luôn. Cái này cứ bóc ra lại muốn để lại. Ui dồi ôi các chị ơi. Em nói thật luôn, đỉnh luôn cho các chị luôn ạ. Chị nào chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em nha các bác. Chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên cho em này. Ui dồi ôi. Trời đất ơi các chị ơi, nó mê mẩn luôn cho các chị. Những chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên giúp em nha các bác nhá. Đã chia sẻ rồi à, cái gì kia, chị gửi hàng cho em chưa? Em ơi em đừng hỏi chị, chị không biết gửi chưa hay gửi rồi. Đã được nhân viên chốt rồi là gửi rồi em nhá. Còn nếu như em muốn hỏi đơn, gọi vào số 838, hai số hotline trên ảnh bìa để nhân viên trả lời thắc mắc. Gọi từ 8 rưỡi sáng đến 12 rưỡi trưa và từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Nghe kỹ hộ em nha. Rồi em lên là em chỉ có lên mẫu được cho các chị em mình thôi. Còn những khâu khác em có nhân viên. Nhà em này, hai kế toán, trực máy, nhập đơn. Nhập đơn bình thường là tầm 4 bạn đúng không? Nhập đơn với đóng đơn là 4 đúng không? Chốt đơn 3, check đơn 2. 3 người chốt, 2 người check, 4 người đóng, 2 người trực máy. Đều có các công đoạn hết cho các chị em mình rồi. Nên các chị em mình muốn hỏi đơn đi chưa đi rồi, các chị phải gọi vào đấy. Em chỉ lên like được cho các chị em mình vì không có ai biết được về tất cả các giá mặt hàng trong kho này, không biết được chất của nó là loại gì này, form viết của nó như thế nào này, tư vấn cho khách ra sao này. Nên em phải lên trên này là để em lên đơn cho các chị. Còn tất cả những khâu khác là có nhân viên nha các chị nhá. Lưu ý giúp em. Thế làm sao mà lại quản lý được cả đơn đi chưa, lên like để hỏi đơn chị gửi hàng cho em chưa nữa. Em những cái vấn đề đấy là đều có nhân viên. Các chị mà có đơn cái các chị đặt hàng, các chị nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn, nhân viên chốt đơn xong cái là đi hàng luôn. Đơn to mà các bạn ấy cho cọc là các bạn sẽ để lại để chờ cọc hoặc chờ chuyển khoản. Còn đâu là đi hết, không giữ đơn của chị nào lại đâu. Nhưng lưu ý giúp em cái vấn đề mà hỏi đơn đi chưa hay đi rồi thì đừng có hỏi em. Rồi tất cả những chị em mình, em ơi nhắn tin lên cho anh để thống kê chia sẻ chưa? Bảo anh đi để chị kiểm tra chia sẻ. Muốn được cái áo khoác này quá. Giờ muốn thì chỉ có cách là chia sẻ nhiều thôi chị ạ. Chứ còn không có hàng để bán nữa đâu. Cái này thì trên này đang là giá là 699.000 nha các chị nhá. Này thì em có bán ở shop, có bán ở tại cửa hàng. Đấy, em tặng cho một chị luôn 699.000. Đẹp kinh khủng luôn cho các bác luôn. Eo ơi Duyên Hà ơi, dạo này béo kinh ý Duyên Hà. Eo ơi béo lắm, dạo này béo lắm. Chết rồi ơi, 50 cân rồi mà 50 cân còn có dư đây này. Chả hiểu được là cái kiểu gì luôn. Ăn thì như lợn mà làm thì không muốn làm luôn ấy. Béo quá, béo quay béo cút ra rồi đây này. Cái set váy vừa nãy để size S mà không có mặc được. Lúc 47, 48 cân thì mặc được. Bây giờ 50 cân, 50 cân rưỡi không mặc được. Nhưng để lại để lấy động lực giảm cân. Các chị em mình vào các chị nhấn chia sẻ. Ui dồi ôi chị ơi béo nhưng mà em béo đùi lắm. Chia sẻ lên cho em hiện tại đang mới có bao nhiêu. Mới có 94 chị đã chia sẻ live stream này. 94 người đã chia sẻ live stream, 300 người chia sẻ live stream là em quay số nhá các chị nhá. Này này các chị em mình phải được vào cái danh sách chia sẻ, để vào cái danh sách người chia sẻ này này. Các chị nhìn thấy người chia sẻ đây không? Để em quay số may mắn cho các chị em mình nhá các bác nhá. Này các bác mình chia sẻ để mình vào cái danh sách người chia sẻ này cho em này. Đấy, cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm lên. Không cần là phải ui dồi ôi phải chia sẻ cho chị cả trăm lần, 10 lần chị mới cho vào danh sách đấy. Vì cái này mình chỉ cần chia sẻ một lần, hai lần là hệ thống nó tự động bắt cho các chị em mình người chia sẻ live stream ngay. Xong comment vào đây cho em luôn này. Để tí nữa em quay nhá.
Lát nữa mà 300 người chia sẻ em quay số cái vào, ví dụ như mà vào một chị nào đấy mà em xem chưa có comment trên hệ thống là em sẽ dành cho người khác luôn. Đã chia sẻ live stream rồi lên comment vào đây cho em luôn là Giang Doãn tặng áo khoác, lên rõ vào đấy cho em là Giang Doãn tặng áo khoác. Sau đó mình chia sẻ lên một lần, hai lần về trang cá nhân và chia sẻ lên các hội nhóm để vào cái danh sách người chia sẻ để em quay số nhá các chị nhá. Chia sẻ xong lên comment vào đây cho em. Em giống chị rồi, dạo này ăn cũng như lợn mà làm thì mệt đấy chị Trinh Tạ Thị. Em cũng thế bác ơi, đúng thật sự luôn, ăn thì thế nào ăn tốt lắm mà làm thì lại hơi một tí đấy, nói tí thôi là lại phải ngồi đấy các chị. Như bình thường như mọi khi là vẫn còn đứng vẫn gào được, mà giờ không gào nổi nữa luôn, chết thôi. Giờ này ra ngoài đường mà cãi nhau là thôi rồi, nó bứ cả mồm không nói được, chán ghê luôn cơ. Rồi những chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ kiểm tra chị lượt chia sẻ em xem bao nhiêu lượt chia sẻ. Trời ơi con này là 4 lớp nha các chị nhá, 2 lớp da ép, 1 lớp lông thỏ và 1 lớp lông cừu bên trong. Được con này hoan hỉ, em tặng không đồng các chị, trả chỉ trả tiền ship cho em thôi nhá các chị nhá. Cái này mà kể cả là chuyển khoản thì cũng là cộng 30.000 tiền ship em nhá. Cái đơn mà có áo tặng này này, vì nó nặng đấy. Nào xem kiểm tra máy dưới đấy xem bao nhiêu. 128 người đã chia sẻ livestream rồi. Lên comment vào đây cho em luôn là Giang Doãn tặng áo khoác cho em là được. Không có đâu, cái này chắc là các bạn ấy móc đơn hoàn của mùa đông ra thì nó còn được thôi các chị. Nó sót vào đấy độ chắc là có mỗi một đơn một cái bom thôi. Cái này là chỉ có duy nhất một cái, không biết của bà nào bom. Em nói thật bà nào bom con này cũng quá tiếc luôn. Cái này bán hàng bao nhiêu vạn cái, bom về một cái đấy. Chia sẻ livestream xong mới lên comment chị ơi. Ví dụ như chị Kiều Thúy kia mình chưa chia sẻ livestream mình không lên comment nhá. Chị Lại Nguyễn không giấu kia chưa chia sẻ không lên comment. Nguyễn Thương chưa chia sẻ không lên comment ạ. Các bác mình chưa chia sẻ là em đều biết hết. Các chị có logo người chia sẻ là em đều biết. Chứ không các chị đừng tưởng em không biết nha các bác. Mới được 128 người đã chia sẻ livestream thôi. Kiểm tra cho chị dưới máy đấy xem bao nhiêu người chia sẻ rồi em ơi. Xong lên comment vào đây cho em luôn là Giang Doãn tặng áo khoác cho em này. Em mới móc cho chị vào cái móc đi. Ôm em này nặng quá, mỏi hết cả tay này. Mãi mới có 128 người chia sẻ thôi. Bao nhiêu lượt chia sẻ? Hơn 1.000 lượt chia sẻ đúng không? Mạng à? Mạng chán đúng không? Mãi chỉ có 128 người chia sẻ thế này thì hay 128 người à 175 rồi. 175 người đã chia sẻ livestream rồi các chị ơi. Còn lại 125 người nữa chia sẻ lên cho em nhá các chị nhá. Còn 125 người nữa chia sẻ livestream lên cho em để em bắt đầu quay số cho các bác. Chịu khó chia sẻ tương tác lên cho em các bác ơi. Nay là cho toang hết luôn hàng này, tại mai là em nghỉ nhá các chị nhá. Mai là sinh nhật thằng cháu. Nên là mai là em nghỉ, nên các chị vào các chị chia sẻ lên giúp em. Tối nay cho dọn dẹp kho cho nó tạm thời gọn gọn một tí nào. Thả tim thả like đi các bác ơi, xem bao nhiêu rồi nào. Kiểm tra chị máy dưới đây xem bao nhiêu người chia sẻ rồi. 175 là của lúc nãy rồi. Thoát ra phải thoát ra vào lại nữa thì mới thống kê chuẩn. Vẫn 175 đúng không? Vẫn 175 người chia sẻ. Lâu nhỉ. Toàn mấy chị chưa chia sẻ thì các chị cứ miệt mài các chị comment. Có chị Thu Huyền kia chị còn chưa bấm theo dõi fanpage luôn. Nhưng vẫn comment Giang Doãn tặng áo khoác. Trời ơi, mãi xong mà mãi vẫn 175 người chia sẻ thêm mà chị máy đấy nữa ra nào. Đấy, chứng tỏ là chỉ có bằng đấy người chia sẻ thôi. Ôi, 175 người chia sẻ em cũng quay số luôn nhá, cho một chị luôn. Có logo người chia sẻ cho em rồi, em vào quay số luôn nhá các chị nhá. Những chị nào mà mình đã chia sẻ rồi, mình lên comment vào đấy cho em là Giang Doãn tặng áo khoác cho em là được. Chỉ cần comment đúng chuẩn cú pháp là Giang Doãn tặng áo khoác là được chị ơi. Không cần phải thêm không đồng với cả gì gì vào đằng sau đâu. Chỉ cần chuẩn cú pháp là Giang Doãn tặng áo khoác cho em là được. Có duy nhất một em phía sau thôi nha các chị nhá. Duy nhất một em phía sau đấy còn lại trong kho thôi.
211 rồi. Ok, 211 người đã chia sẻ quay số đi nhá các chị nhá. Còn những chị nào mình chưa chia sẻ nữa, mình nhấn chia sẻ lên cho em đi ạ. Ai chưa chia sẻ nhấn chia sẻ để em thống kê chia sẻ này. Đấy, 211 chị đã chia sẻ, đã có tên trong danh sách người chia sẻ nha các bác nhá. Bắt đầu vào quay số, 211 người này. Em quay số nha các chị ơi. Đấy, chúc may mắn cho tất cả các chị em mình. Những chị nào mình đã chia sẻ rồi, đang trong danh sách người chia sẻ này, lên comment giúp em là Giang Doãn tặng áo khoác cho em. Giang Doãn tặng áo khoác. Ok, em xin chúc mừng chị gái Mai Trinh ạ. Đây các chị nhìn cho em này, chị này hình như là đang mặc cả cây nhà em thì phải. Em xin chúc mừng tặng cho Mai Trinh ạ. Tìm comment của Mai Trinh xem được chưa em ơi. Xin chúc mừng chị Mai Trinh nhá, được luôn Giang Doãn tặng áo khoác rồi. Còn những chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ để lát nữa. Được rồi đúng không? Bấm ok chúc mừng chị Mai Trinh. Đấy, những chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em. Xong rồi để lát nữa em quay số các chị em mình được tiền nữa luôn cho các bác mình, cho các bác mình phấn khởi luôn nhá. Cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm. Này em ơi, của chị Mai Trinh. Xong luôn cho các bác mình luôn này. Nhiều mã gọi là những cái mã nào trong kho hôm nay còn ít nhá, dồn hết ra chị luôn. Bộ viết các thứ còn chỗ cái góc chỗ này này. Bọn em xem còn những cái gì bọn em để chỗ này luôn, bỏ ra chị. Cho chị cái set sheet đi. Đấy, set sheet đấy. À, đây có mấy cái áo len này nữa cho chị nốt đây này. Đây này, có mấy cái áo len này mang đây chị luôn. Còn mấy cái áo len. Thôi coi như là giờ là của ít lòng nhiều nha các chị nhá. Còn mấy cái áo len này xin phép kỷ niệm cho mỗi bác một cái để đây chị. Đây em còn bằng này cái này là len này thì chả bao giờ sợ lỗi mốt. 35 cân đến 60 cân cho em đều mặc được hết. Không chọn màu em cho mỗi chị một cái 8.000 đồng. Đây chị mê mẩn luôn nha các chị luôn. Cái này các chị lên comment cho em luôn là tri ân 8k. Đợi chị lên giúp em là tri ân 8k không chọn màu nhá. Em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cho mỗi chị một cái 8.000 đồng một cái luôn cho các bác luôn này. Những chị nào chưa chia sẻ thì nhấn chia sẻ lên giúp em. Đây của em nó gọi là len tăm lông thỏ cho các bác mình lại co giãn thoải mái. Hàng này thì các chị em mình thấy rồi đúng không? Em bán không biết bao nhiêu vạn cái rồi và bán bao nhiêu năm nay rồi. Đã chia sẻ livestream xong lên comment cho em là tri ân 8k giúp em. Không chọn màu à, em có 6 cái em cho 6 chị. Các bác mình không, em nói thật luôn là không có sợ thiệt. Một nút chia sẻ của các bác nó có mất đáng bao nhiêu thời gian đâu, 30 giây là xong rồi. Sau đó thả tim thả like lên comment vào đây cho em luôn là tri ân sợ tri ân 8k đúng không? Comment giúp em là tri ân 8k cho em là ok luôn. Là ok like nha mọi người. Cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm. Sau đó thả tim thả like, bấm thích livestream đi các chị làm đủ các bước cho em nha. Rồi tri ân 8k cho em ạ. Cho em về các chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên đã các bác ơi. Tri ân 8k em cho chị Phạm Hậu một cái. Cho chị Nguyễn Ngàn một cái. Nguyễn Ngàn có luôn, cho Lan Cute một cái. Cho chị Hà Vân một cái. Hà Vân có luôn này. Cho chị Nga Trương một cái. Cho chị Trần Điệp một cái. Xong luôn tri ân 8k. Xong luôn tri ân 8k. Em còn cái set chip này chắc các chị còn nhớ đúng không? Cái này chắc là trong bom về thì mới còn thôi. Chắc chắn là trong bom về thì mới còn thôi, chứ không là không bao giờ còn. Em tặng cho ba chị, mỗi chị 3 cái nhá. Có một chị là được 4 cái đấy các chị. Sẽ có một chị là được 4 cái vì một set của nó là 10 cái. 10 cái thì em chia ra em tặng cho ba chị nhá. Chắc là hai bác 3 cái, một bác 4 cái gì đấy. Cái này các chị em mình đã chia sẻ livestream rồi. Lên comment cho em là Giang Doãn tặng chip. Lên rõ cho em là Giang Doãn tặng chip, em không lấy tiền luôn ạ. Cái này từ 40 cân đến 60 cân thoải mái luôn giúp em này. Đúng đây các chị nhìn cho em nhá. Lên cho em là Giang Doãn tặng chip. Em đọc tên ba chị. Ba chị này thì sẽ có hai chị được 3 cái, một chị được 4 cái. Còn sót lại set này thôi chắc là của bà nào bá bom thôi các chị, chứ còn không có của bà Bành Thị Bom nào đó thôi. Chắc chắn chỉ có của chị nào Bành Thị Bom hoặc là Hứa Thị Lươn Lẹo đấy các chị. Hứa Thị Lươn Lẹo. Hứa lên hứa xuống nhưng không nhận hàng. Đấy gọi là Bành Thị Bom, Hứa Thị Lươn Lẹo thì mới còn được thôi, chứ em là em không còn hàng này nữa đâu các bác, em hết rồi. Hiện tại em chỉ còn chip hàng VIP thôi. Rồi đã chia sẻ livestream rồi nhá. Comment vào đây cho em ạ. Những chị nào mà mình chưa chia sẻ là mình nhấn chia sẻ lên cho em này. Cho em một lần về trang cá nhân, 3 lần, 4 lần lên các trang hội nhóm giúp em. Đến 500 người chia sẻ em lại quay số tiếp nhá các chị nhá. 500 người chia sẻ thì em lại quay số này. Giang Doãn tặng chip đúng không?
Giang Doãn tặng chip này. Rồi em chúc mừng em cho chị Yên Cúc một suất này. Em cho chị nào đây ạ? Cho chị Hoan Nguyễn một suất này. Một suất nữa cho chị nào đây ta? Một suất nữa em cho chị nào đây? Giang Doãn tặng chip cho em ạ. Rồi ok, em cho chị Toàn Hạnh một suất luôn này. Xong luôn ba chị đấy. Hết luôn, không còn Giang Doãn tặng chip nhá. Tiếp cho các bác mình luôn này. Còn mấy cái quần nhiều kia rồi em ơi. Còn quần đấy xem size gì mang đây chị nốt luôn. Nay các chị bảo em dọn kho hết luôn cho các chị luôn này. Xem size gì đấy. Xem size gì đưa chị, size nào còn nhiều hơn đưa trước đây đã đi. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình cho em xin nút chia sẻ lên nha các bác nhá. Nay dọn kho hết luôn này. Hàng này đẹp lắm luôn cho các bác mình. Gọi là hàng tàu đấy, hàng Quảng Châu. Các chị mê mẩn luôn. Em chỉ còn cái này là còn size to thôi nha các bác nhá. Chỉ còn size này cho các chị em mình từ 55 cân. Cứ tối thiểu cho em từ 55 cân đến 62 cân cho em. 55 đến 62, 63 cân. Comment vào đây cho em là quà một kèm theo giá này. 9.000 đồng một con quần này luôn cho các chị luôn ạ. Toàn bộ chỗ này là thêu nổi hết luôn cho các chị yên tâm. Đẹp kinh khủng luôn này. Comment vào đây cho em là quà một kèm theo giá 9.000 đồng một cái. Chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên giúp em ạ. Cái này từ 55 cân đến 62, 63 cân có mấy cái? 3. Em có 3 chiếc, tôi cho mỗi chị một cái giá 9.000 đồng. Lên rõ cho em là quà một kèm giá 9k. Chứ comment mỗi quà một là coi như mất lượt luôn rồi đấy. Comment không đúng cú pháp là em xin chúc mừng đã quay vào ô mất lượt nhá các bác nhá. Thầy đã chia sẻ rồi. Comment cho em đúng cú pháp. Sau đó mới lên comment vào đấy cho em là quà một kèm giá 9k vào đấy cho em. Thật sự với các chị luôn là mê mẩn cho các bác luôn này. Các chị vào các chị. Ôi dồi ôi, em ơi bảo anh là chắc cái máy line này chắc phải đến bỏ đi thôi. Tối như này máy line này. Này chắc phải đổi máy line đi thôi chứ. Máy line như này thì làm sao mà ấy hút khách được. Rồi ok, quà 19k này. Em cho chị Nam Lâm này. Nam Lâm một cái. Tiếp theo cho em ạ, cho chị Như Võ một cái. Còn một cái đúng không? Cho chị Hằng Hà một cái hết luôn. Rồi em xong luôn quà một nha các chị nhá. Sao chỗ kia còn một cái áo kẻ mang nốt đây chị đưa này mà. Hết luôn quà một, hết luôn quà một rồi. Hai cái á. Cái này lên comment vào đây cho em luôn quà hai. Không chọn màu nha, em cho hai chị mỗi chị một cái. Hai chị mỗi chị một cái, nó khác mã nhau. U đẹp dã man luôn, các chị ơi đẹp lắm. Hai chị mỗi chị một cái, mã cho em là quà 2 kèm theo giá 15.000. Không chọn màu ạ, quà 2 kèm giá 15k. Quà 2 kèm theo giá 15k, u chất đẹp kinh khủng luôn. Quà 2 kèm theo giá 15.000 cho em luôn này. Chốt nhanh giúp em nha các chị ơi, quà 2 kèm giá 15.000 cho em ạ. Quà 2 15k, cho chị Hiếu Hà một cái. Hiếu Hà có, cho chị Phạm Quyết một cái. Hết luôn không còn. Hết luôn không còn nữa rồi. Những cái này các chị em mình mới, các chị em mình mới mua, các chị không so sánh giá nhá. Còn mấy cái đấy, bán nốt comment vào đây cho em luôn. A1 kèm theo giá 69.000 đồng một cái. Màu quá đỉnh luôn cho các chị luôn. 40 cân đến 62, 63 cân cho em này. 40 cân mặc được đến 62, 63 cân vẫn ok. Chữ này của em toàn bộ là chữ thêu viền cổ nhá các chị nhá. Viền cổ, viền tay còn có vài cái là hết. Mà màu này thì quá sang luôn. Lên cho em là A1 kèm theo giá 69.000 cho em luôn này. Ui đẹp dã man luôn. Đây mới gọi là zip cho các chị em mình, sướng quá trời. Comment vào đấy cho em A1 kèm theo giá 69.000. Đừng lên quà 2 nữa các chị ơi, hết rồi. Quà 2 hết nữa các chị nhá. Comment vào đấy cho em luôn là A1 kèm giá 69k cho em. A1 kèm giá 69, A1 kèm giá 69 cho em này. Đừng lên quà 2 nữa. Em nhắc là em đã đọc qua mã rồi là xong rồi. Thì mình đừng comment lại nữa nhá các chị nhá. A169 cho chị Dung Lê một cái. Cho chị Ngọc Thiên Phúc một cái. Dung Lê có, Ngọc Thiên Phúc có, lên rõ cho em là A1 kèm cho em giá 69k cho em. Đừng comment quà 2 nữa, hết rồi làm gì còn nữa các chị. Được hai cái cho hai bác thôi chứ không mà mang bán hết 15.000 những cái dòng đấy thì có mà dỡ hết cả nhà ra luôn. Rồi cho chị Thảo Lý có luôn một cái. Comment vào đấy cho em luôn là A1 kèm theo giá 69.000 cho em nha các bác nhá. A169 cho chị Hoa Nguyễn một cái. Cho chị Hà Ngọc một cái. Tám Dương đuôi 672 nhắn cho em địa chỉ với điện thoại và tin nhắn chị nhá. Rồi còn cái nữa là hết, chị nào chưa được lên comment vào đấy cho em là A1 giúp em. A1 kèm theo giá 69.000 cho em này. Tiếp cho các chị em mình màu màu đen lên comment cho em. A169 cho chị Vũ Thị Sen một cái hết luôn. Tiếp cho em này, A2 cho em cũng kèm giá 69.000. 40 cân đến 63 cân cho em thoải mái. Vừa mới mua 78.000 không so sánh giá nhá các chị nhá.
zip này nó mới gọi là zip chứ nói gì ba cái chất thun đi các chị. Đúng không ạ? Đây chuẩn zip cho các chị 40 cân đến 63 cân cho em ok hết luôn này. Viền đẹp không các chị? Mê mẩn luôn. Hàng này càng giặt càng lì luôn cho các bác luôn này. Comment giúp em là A2 kèm theo giá 69.000, A1 hết hàng rồi, A2 còn bằng này nữa là hết luôn này. Đấy, chị nào mà mình chưa mua được em này thì em nghĩ các chị em mình nên mua. Mà dòng này thì rất là dễ mặc, dễ mix đồ, mặc với cái gì cũng đẹp, mặc được cả 4 mùa luôn. A269 cho chị Dung Lê một cái, cho Kiếm Cận một cái. Kiếm Cận áo này mặc thích lắm, em cảm ơn chị Hà Thu ạ. Cảm ơn bác Hà Thu, cho chị Thanh Bê có luôn một cái. A2 kèm giá 69.000 cho em nha các chị nhá. Không kèm giá không lên đơn được. Cho em nói thật là 69.000 giao húp đích sụp phát hai cốc chè hết rồi. Làm gì mua được đủ tiền vải cho các chị em mình đâu. Mà giờ giá xăng giá dầu thì cái gì nó cũng tăng, nó kéo theo bao nhiêu thứ tăng rồi. Cho chị Nguyệt Tuấn một cái, cho chị Doãn Thị Thùy một cái, cho Ngọc Thiên Phúc một cái. Comment cho em là A2 kèm giá 69. Cho chị Quỳnh Nguyễn một cái. À Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Quỳnh viết liền không giấu. Comment vào đấy cho em là A2 kèm theo giá 69.000 cho em nhá các chị nhá. A2 kèm giá 69, áo chị mặc còn bao nhiêu ôm hết đấy chị em ơi. Cho chị Bảo Ngọc Đỗ một cái. À, chị Nụ Nguyễn đuôi 346, nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Nhà em không gọi điện chốt đơn đâu ạ. Vạn sự tùy duyên một cái. Cho chị Bích Hiền một cái, Vũ Thị Sen một cái, Gấu Trúc một cái. Vũ Thị Sen có, Gấu Trúc có luôn này. Hai cái cuối cùng nữa là hết. Cho chị Nguyễn Dung một cái. Thảo Lý có rồi mình ơi. Còn cái nữa là hết luôn nhá. Chị nào chưa được các chị lên nốt ở đấy cho em. Nào cho chị Phạm Lan Ánh một cái hết luôn. Rồi em hết luôn không còn ạ. Nào cho chị áo chị mặc em ơi, dồn hết đây chị em ơi. Áo em mặc nhiều chữ khác nhau nhá. Comment vào đây cho em luôn. A1 hết, à A2 hết rồi. Cái này lên cho em là A3 kèm theo giá 26.000. Sau đó kèm theo số lượng luôn giúp em ạ. Từ 35 cân đến 60 cân cho em đều mặc ok hết luôn. Nhiều chữ khác nhau nha các chị nhá. Hai cái cho các chị, hai chữ, ba cái, ba chữ, bốn cái, bốn chữ. A2 hết hàng luôn các chị ơi. Ủi ôi đẹp lắm các bác. Đấy, nó là chất làm mát cho các chị. Bà nào chưa biết chất làm mát như nào mua thử về cho em. Hạt dòng này nhá, đây là dòng gọi là xịn nhất trong dòng làm mát rồi. Vì nó đạt được cái độ mỏng tối thiểu cho các chị rồi, mặc siêu mát. Không phải là cái hàng mà gọi là mỏng nó khác và dão nó khác nha các chị nhá. Mỏng nhưng cái chất của nó rất đanh và mịn luôn cho các chị em mình đây. Các chị nhìn đây này. Không phải là cái hàng gọi là cái chất của nó dão rào rào ở đâu đây các chị nhìn này. Siêu mát. Mã cho em luôn là mã A3 kèm theo giá 26.000 kèm theo số lượng. Nhiều bà chưa biết chất làm mát như thế nào đâu. Anh còn gọi nó gọi là đũi giấy hoặc đũi lụa, đũi tơ cho các chị em mình đấy. Hai cái, hai chữ, ba cái, ba chữ, bốn cái, bốn chữ các chị không chọn đâu. Em nói luôn em bán giá tặng cho các chị em mình như này là gọi là quá bèo rồi. Đến lúc gọi là vào một vài bữa nữa em bán cho các chị em mình em phân mà em bán theo hình toàn bộ là 48.000 một cái. 48-49.000 một chiếc luôn đây em bán cho các chị em mình 28 hay mấy nhỉ? 26.000 để đây chị em ơi. Comment cho em là A3 kèm giá 26k kèm số lượng. Rồi, một cái cho Toàn Hạnh, một cái cho Hương Phạm, cho Phạm Hiền một cái, cho chị Hà Thu một cái, hai cái cho Doãn Thị Thùy, một cái cho chị Hà A2, Hà Ngọc xóa bỏ cái A2 đi. Không còn A2 đâu, đừng lên A2 nữa, cho Giang Giang một cái. Hai cái cho chị Thanh Bê. Thanh Bê hai cái, cho chị Hương Phạm thêm cái nữa hai cái, cho Ngọc Phạm một cái. Hai cái cho chị Thanh Nhàn. Lên rõ là A3 kèm giá xong mới kèm số lượng, hai cái cho chị Vạn Sự Tùy Duyên, cho chị Thanh Phượng một cái. Mã cho em là A3, tớ có 15 áo này rồi, mặc gần 2 năm nay, mát không thay đổi luôn. Em cảm ơn bác Lưu Thị Ngọc Hà. Em bảo rồi mặc sướng lắm không muốn đổi ra luôn. Chị Toàn Hạnh có hai cái rồi chị ơi. Bốn cái cho chị Thu Tình, ok chị Thu Tình có luôn bốn cái đấy. Trong này có cả hàng form bên dưới nó hơi xòe ra đấy. Mà em cho hết vào luôn, hàng form xòe đấy là bán là 69.000 thôi. Đây bán tặng hết 26.000 một cái. A3 26 cho chị Thúy Ngoan một cái. Không có giá không lên đơn được chị ơi. Hai cái cho Bảo Ngọc Đỗ. Bảo Ngọc Đỗ có luôn hai cái, kể cả các chị mua cho con gái các chị mặc cũng ok luôn. Hai ba cái cho chị Thanh Huyền. Thanh Huyền có luôn ba cái. Lên giúp em là A3 kèm theo giá là 26.000 xong mới kèm theo số lượng giúp em nhá. Các chị không kèm giá không lên được đơn cho các chị. Kèm giá kèm số lượng cho em hai cái cho chị Nguyễn Tâm Chi Pu. Một cái cho chị Bích Hiền. Chị Toàn Hạnh có hai rồi, phải kèm cả giá đi chị ơi, không kèm giá không lên đơn được đâu. Không kèm giá nhà em không nhận đơn nhá. Một cái cho Hoa Nguyễn. Lên rõ cho em là A3 kèm theo giá 26k. Sau đó kèm cả số lượng đằng sau cho em. Hai cái cho Hoa Xương Rồng. Bốn cái cho Thảo Ngọc. Ok Thảo Ngọc có luôn bốn cái này. Lên giúp em là A3 kèm giá 26k xong kèm số lượng cho em. Một cái cho chị Gấu Trúc. Mặc sướng lắm các bác ơi. Em nói thật chả có bao giờ sợ. Ok chị Hà Ngọc có luôn một cái. Chả bao giờ sợ lỗi mốt luôn. Nụ Nguyễn em nhắc lại một lần nữa. Nghe kỹ hộ em ạ, là nhắn tin
địa chỉ, số điện thoại vào trong phần tin nhắn của fanpage. Chứ em không bảo comment số điện thoại trên này ạ. Nhớ, nghe kỹ vào đấy cho em. Địa chỉ, số điện thoại là các chị nhắn tin vào trong phần tin nhắn cho em. Rồi, cho chị Nguyệt Tuấn có luôn một cái A3 này. A3 kèm theo giá, kèm theo số lượng, cho chị Trung Thắng hai cái đấy. Dung Ngô đuôi, Dung Ngô hai cái đuôi 322 nhắn cho em địa chỉ, số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment cho em nhé. A3 kèm giá 26k kèm theo số lượng, qua mã cho các bác luôn này. Qua mã cho các chị em ơi, cái này hết chưa? Nhìn xem còn ở đâu không? A3 26k cho chị Lê Như một cái. Lê Như có luôn, khách mà đã xả đơn không lên comment nhé chị nhé. Cái này các chị lên cho em là A4 kèm theo giá 69.000. A3 cho chị Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Quỳnh một cái. Cái này lên cho em là A4 kèm theo giá 69.000. A3 ba cái ok chị Thu Hoài có ba cái A3 luôn này. Em này lên là A4 kèm giá 69 đi, còn ba chiếc hết hàng. Eo em này em bán 69.000, em nói thật là tiếc lắm luôn nhưng mà cho đi nốt luôn đấy. Kể cả em này bán 78 79.000 cũng hết. Nhưng có cái là còn ba chiếc, cho đi nốt luôn cho các chị em mình luôn nhá. Cho đi nốt cho các chị em mình. Cái gì kia, cho chị chụp bàn chải đánh răng và hai khăn tắm, em không biết còn hay không đâu chị nhá. Rồi A3 hai cái 26 á chị Trần Mai kìa. A3 26 á chị Cường Bắc kìa. A4 không kèm giá không lên đơn, tất cả các mã em đọc các chị không kèm giá là coi như sai cú pháp. Nhá, phải comment chuẩn cho em cú pháp A4 gạch ngang hoặc A4 kèm theo giá là 69.000. Ok chị Ngọc Phạm một cái, cho chị Hà Ngọc một cái, cho chị Toan Đào một cái hết hàng. Ok chị Toan Đào có A3 26 á chị Hồng Tài, Tài Hồng kìa. Hồng Tài A4 em hết hàng các chị ơi. Lên cho em A5 màu trắng là 68.000. A5 còn đâu nữa ông em ơi, nhìn kỹ cho chị xem nào. Hết chưa? Hết đúng không? Kiểm tra kỹ vào đấy đừng để bị sót nha. Ui dồi ui chất đẹp thế. Ui các chị ơi mê luôn ạ. A4 em hết rồi, lên cho em là A5 nhá. A5 kèm giá 68.000 này. A5 kèm giá 68. Bác nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên giúp em. Cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lấy các trang hội nhóm cho em ạ. Cho em độ các chị em mình vào, các chị chia sẻ càng nhiều tương tác càng tốt lên cho em nha các bác nhá. Comment vào đây cho em luôn. Mã bao nhiêu nhỉ chị quên sự mất. A5 kèm theo giá 68.000 cho em các chị. A5 kèm giá 68 cho em. Rồi A568 em cho chị Dung Lê một cái. A3 cho chị Diệu Linh, A3 26 Diệu Linh, cho chị Nguyễn Hoa một cái A5. A3 cho Nga Trương, cái A5 cho chị Thanh Nhàn một cái. Lên cho em là A5 kèm theo giá 68.000 cho em nha các chị nhá. Theo ơi bao nhiêu chị lên A4 không còn đâu. Em bảo cái này các chị A568 cho chị Bảo Ngọc Đỗ một cái. Các chị phải nhanh tay thì nó mới còn chứ chậm là hết ngay. Vì thật sự những cái dòng này của em giao buôn cũng là 7x hết. Chữ của em chỗ này là theo luôn. Chất của nó là chất zip 40 cân đến 62, 63 đang mặc thoải mái. Chứ không phải là giá này cho các chị em mình đâu. Còn ít thì em bán nốt cho các chị em mình thôi. A568 cho Lê Như một cái. Rồi em còn 3 chiếc nữa là hết. Chị nào chưa được lên cho em là A5 kèm theo giá 68.000 cho em nhé. A5 kèm giá 68. A568 chị Toàn Hạnh một cái. Ok chị Toàn Hạnh có luôn này. Cho chị Nguyễn Đoan đuôi 175 nhắn cho em địa chỉ, số điện thoại và tin nhắn. A568 chị Kiều Anh một cái. Rồi em hết luôn A568 không còn nữa luôn. Cho chị màu da này của mã này. Đấy đấy chỗ trên. Nhìn thẳng tay đúng rồi mang đây. Bên cạnh kia nữa xem phải cùng mã không. Bên cạnh. Phải không hay là không. A5 em hết rồi. A3 hai cái cho chị Hoan Nguyễn luôn kìa. Ok chị Hoan Nguyễn đây. Cái này có mấy cái lên luôn cho em luôn. A6 kèm giá 75.000 cho em nhé. A6 kèm giá 75, con này chất xếp vào dạng đỉnh của chóp luôn. Tôi cũng cho nốt luôn 69 thì chả cần 75 nữa. Màu này em còn ít em cho đi nốt. Em này từ 40 cân đến 63, 64 cân cho em vẫn ok. Comment vào đây cho em luôn A7 hay A6. A6 kèm theo giá 69.000. Em này là tay bồng nhớ các chị nhá, con này đẹp lắm luôn này. Nó là tay bồng đấy các chị. Thật sự với các chị em mình là những cái dòng này các chị mua mặc chả bao giờ gọi là sợ lỗi mốt luôn. Bao cho các chị em mình quá đẹp luôn cho các chị. Comment vào đây cho em A4, à A6 kèm theo giá 69.000 à? Đúng không? A6 kèm giá 69 luôn cho em nhé, còn đẹp lắm. Cổ của nó cách điệu luôn cho các chị luôn này, mê luôn cho các bác. Tay của nó là hơi bồng.
Hàng này mặc cho em thì gọi là thôi rồi luôn các chị. Comment vào đấy cho em luôn A6 kèm giá 69. Ok, cho Thảo Ngọc một cái. Thảo Ngọc không giấu có. Cho chị Thảo Hoàng một cái. Cho Nguyễn Hồng Hạnh một cái. Mặc con này mát giấu bụng. Em cảm ơn bác Hà Thu ạ. Cho chị Trương Thu Thủy một cái. Cho chị Hoàng Vân một cái. Ok, chị Hoàng Vân không giấu có. Còn một cái nữa. Cho chị Lê Như hết hàng luôn. Còn một cái, em còn một cái cho chị Phạm Hiền hết luôn. Ok, chị Lê Như có, Phạm Hiền có, hết luôn, không còn nữa rồi. Hết sạch luôn, đưa chị áo đá màu trắng em ơi. Áo đá màu trắng hôm nay thanh lý này. Còn nguyên, còn em còn tầm khoảng gần 100 cái màu trắng. Em cho lỗ thẳng luôn nha các chị nhá. Dòng này em nói luôn là nhập vào là 96.000 một chiếc cơ các chị ơi. Không có giá này của em đâu, chuẩn nó là hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Nhưng bây giờ tắc biên, cấm biên, muốn trở về. Nó bị cấm biên mà, muốn trở về đủ màu nhưng mà không về được. Chấp nhận xả lỗ luôn. Đây các chị nhìn cho em này. Toàn bộ em này là em áo đá 40 cân đến 70 cân cho em vẫn mặc được. Màu trắng thì mặc đôi cho em cũng ok luôn các chị nhìn này. Sướng ông mê cho em không? Nó là hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Chất gọi là mê mẩn, nó là cốt tông tàu và hàng Quảng Châu cho các chị. Comment vào đây cho em luôn mã này mà A mấy em ơi. Lên cho em là A7, em xả nốt luôn 78.000. Coi như lỗ gần 20.000 một cái. Các chị không vào, các chị hỏi Giang ơi còn màu khác không nhá. Còn màu khác em không bán được giá này ạ. À. Em nói luôn, như các chị em mình buôn bán hay không cần buôn bán thì các chị em mình cũng biết là nó cấm biên một sắp sửa một tháng nay rồi. Từ ngày 27 của tháng 2 đến hôm nay không về được cái gì cả luôn đấy các chị. Nên là em xả cho các chị em mình luôn A mấy em nhỉ? A7. Comment cho em là A7 kèm theo giá 78.000 đồng một cái cho các chị em mình luôn. Ủi ôi chất đẹp. Ê. Nó là cốt tông tàu hàng Quảng Châu 40 cân đến 68 70 cân vẫn mặc ok luôn. Đẹp lắm luôn. A7 78 mà chị Doãn Thị Thùy một cái, cho chị Liên một cái, Lê Như một cái. Lê Như có luôn, cho chị Ánh Giang một cái, Nam Lâm một cái. Ánh Giang có, Nam Lâm có này, cho chị An luôn một cái. An luôn có luôn ạ. À. Cho chị Thanh Nhàn một cái, Tùng Euro một cái. Các chị đã mua áo đá này nhà em rồi thì các chị biết luôn. Không bao giờ các chị em mình nhập được vào giá này, Tùng Euro có rồi bác ơi. Bây giờ các chị có nhập vào cho em kể cả hàng xưởng người ta sản xuất ra không có giá này. Chứ đừng nói thì đến đây là của em hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Toàn trong túi zip xịn sò cho các bác luôn. Nó là cốt tông tàu. Lên rõ cho em là A7 kèm theo giá 78k. Chứ em không đọc là A78. A7 kèm theo giá là 78.000. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment rõ vào đấy cho em nha các bác ơi. Em ơi đẹp kinh khủng luôn ý. A7 không kèm giá à, chị Hương Cỏ Dại nhắc đi nhắc lại nhắc tái nhắc hồi nhỉ. Khách mới đã đành đây, khách cũ mà cũng để nhắc đi nhắc lại luôn. Ok, cho chị Toàn Đào có luôn một cái. Cho chị Nguyễn Phương Hồng một cái. Nguyễn Phương Hồng có luôn, chị Toàn Đào có rồi. Cho chị Giang Giang một cái. Giang Giang có luôn này. Cho chị Hồ Phượng một cái, Phạm Bích một cái. Hồ Phượng có, Phạm Bích có luôn này, để lên em. Cho chị Bùi Hảo một cái. Bùi Hảo có luôn, comment cho em là A7 kèm giá 78.000 giúp em ạ. Con này em xả giá này là tiếc, nhưng mà thôi em cho đi nốt luôn cho nó gọn hàng. Chứ còn các chị bảo rằng là có chờ về đủ màu đâu. Bây giờ nó cấm biên như thế, biết bao giờ mới về được đủ màu. Ok, cho Trần Quang một cái. Chất đẹp lắm luôn, hai cái cho Bảo Ngọc Đỗ, kiểm tra tin nhắn Bảo Ngọc Đỗ luôn nhá. Một cái cho chị Lưu Ngọc, một cái cho Thảo Nguyễn. An Luân có rồi, Thảo Nguyễn rồi, Lưu Ngọc rồi nhá. A7 kèm giá 78 mà chị Hương Cỏ Dại một cái. Kèm giá cho em ạ. Không kèm giá em không bấm tạo đơn ở đâu. Cho Hằng Bụp một cái, Linh Gấu một cái. Hằng Bụp có, Linh Gấu có, chuẩn bị hết hàng hết xe. Chỗ kia là hình khác đúng không? Cho chị Bùi Hảo có rồi mình ơi. Còn bác nào chưa được nó lên vào đấy cho em luôn. Ánh Giang có luôn một cái này. Đẹp kinh khủng luôn, trời ơi các chị ơi. Mua cái này về biết thế phải làm vài cái. Ok, cho bác Phan Thanh Hòa một cái. Ba cái cuối cùng hết hàng nhá các chị nhá. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Ui dồi ôi, đẹp lắm, đưa chị cái túi luôn em ơi. Chi Huệ đuôi 057, nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị nhá. Chị đặt A7 78.000, chị nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. Ok, chị Hương Minh Nguyên một cái. Hương Minh Nguyên có hai cái cuối cùng hết hàng. Bác nào chưa được các bác lên cho em A7 kèm theo giá 78.000 em qua mã. Áo em mặc là A3 đúng không? Áo em mặc là A3 kèm theo giá là 26.000. Sau đó kèm theo số lượng đằng sau. Nó nhiều chữ khác nhau lắm, còn bao nhiêu A3 để lên cho chị em ơi. Nó nhiều chữ nhiều hình đằng trước nó khác nhau ấy. Nhưng các chị lên cho em là A3 kèm theo giá là 26.000. Sau đó kèm theo số lượng, đây nó gọi là chất làm mát nha các chị nhá. Nhiều chữ khác nhau lắm. Nó nhiều chữ khác nhau nên các chị em mình đâu còn cả cái chữ, còn chữ nào nữa đâu, chị nốt lên đây. Đẹp lắm luôn nên các chị. Lên cho em là A3 kèm theo giá là 26, kèm theo số lượng cho em thôi.
từ 35 cân đến 60 cân vẫn mặc ok này. Này em ơi cho túi. Nhiều chữ lắm. Comment cho em là A3 nhá. A3 kèm giá 26 xong kèm theo số lượng. Chứ đừng kèm số điện thoại trên này chị ơi. Nhà em là không có gọi điện chốt đơn đâu nhá. Không gọi điện chốt đơn nên đừng comment số điện thoại trên này làm gì. Ok cho chị Ánh Giang một cái. Như bạn Huế Điệp Nhung kia kìa, nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Hai cái cho Mai Mũng này. Ok Mai Mũng có luôn hai này. À rồi em chỉ để bao. Chị nào mình chưa được mình lên comment cho em nhá là A3 kèm theo giá. Nay em nhận được à được nhận được hàng đẹp lắm chị Giang, cảm ơn Thảo Hoàng nhá. Kìa có khách em bom hàng rồi mà vẫn vào comment kìa em kìa. Em nói thật luôn ấy, bom hàng rồi mà vẫn vào đặt hàng. Chứng tỏ là con người sống không có gọi là một tí cái lòng tự trọng nào luôn. Sống không biết ngại luôn ý. Ok chị Huế Điệp Nhung là có rồi, nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nha chị ơi. Làm sao mà bom hàng rồi vẫn vào đặt hàng? Không biết ngại à hay là muốn em ghim tên lên? Hả? Hay muốn em ghim tên lên à? Muốn em ghim tên lên nên là như thế nào? Để cho mọi người vào xem Facebook để mở mang tầm mắt để xem cái con người đấy như thế nào hay là muốn như thế nào đây? A326 chị Nguyễn Thị Ngọc một cái đấy. Ok Nguyễn Thị Ngọc có luôn này. Chả hiểu luôn này 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 này. Bom hàng mà vẫn cứ vào để comment với cả muốn đặt hàng được nữa. Thì là thuộc cái tuýp người kiểu gì? Còn chị em nào mình lấy nữa mình lên comment cho em A3 kèm theo giá nhá. Em nghĩ là người như chị thì chắc không cần phải mặc quần áo đâu chị ạ, em nói thật luôn. Chị đặt hàng xong chị bom hàng như thế thì chị mặc quần áo làm gì nữa. Không có che được cái nhân cách của chị đâu. Đấy đây này. Qua đây này, qua đâu? Đó. Không buồn nhắc tên luôn. Chị Hương Minh Nguyên có luôn một cái A3 này. Rồi qua mã cho các chị em mình nhá. Sợ nhờ. Nhưng mà có những cái con người ý thức gì mà chán thế chứ lại. Chán kinh khủng với cái ý thức con người đó luôn. Đừng comment số điện thoại với địa chỉ trên này chị ơi, nhắn tin vào tin nhắn cho em nhá. Qua mã cho các chị này. Em này còn mấy cái này. Nốt cho các chị đi. A mấy rồi em nhỉ? A8 đúng không? A8. Lên cho em A8 kèm giá 68 đi. Nốt cho các bác mình luôn, cho hết luôn này. A8 kèm giá 68.000 nhá, 40 cân đến 63 cân. Dòng này thì dễ mặc quá. Dễ mặc, dễ mix đồ, không bao giờ lỗi mốt mà mặc được cả 4 mùa luôn. Dòng này của em càng giặt càng lì nhá các chị nhá. Càng giặt càng lì luôn, 40 cân đến 63, 64 cân cho em vẫn mặc ok hết. Chữ này là theo A326 cho chị Nguyễn Nga một cái nhá. Ok chị Nguyễn Nga. Nhà em nói cho chị nghe này. Chị vành to cái tai cho chị nghe cho em nhá. Em nhắc đi nhắc lại nhắc tái nhắc hồi rồi. Nhà em không gọi điện chốt đơn. Nhắc đi nhắc lại hầu như trên live cứ tầm được 3 phút 4 phút em lại nhắc một lần. Là khách có đơn nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào trong phần tin nhắn của fanpage. Nhà em không gọi điện chốt đâu. Nhớ. Rồi A8 đúng không? A868 cho chị Nhím Lê một cái. Cho bác Hoàng Vân một cái. Cho chị Nguyễn Tâm một cái. Chị Nguyễn Tâm có luôn áo này mặc siêu sướng luôn đấy. Cái này tại vì cái chữ này của nó chữ theo mà nó đơn giản, các chị dễ mix đồ lắm. Không cần phải cầu kỳ gì luôn. Mặc với cái gì cũng được. Ở nhà hay mặc với những con quần ngố cũng được. Ra ngoài mặc con quần short sơ vin vào. Hay mặc với chân váy cho em cũng đẹp. Mùa thu mùa đông mặc bên trong những con áo khoác cũng được luôn. Nó dễ mặc vô cùng luôn. 68.000 cho Trà My một cái. Cho chị Su Hào một cái, Chi Huệ một cái. Su Hào có, Chi Huệ có luôn này. Comment giúp em là A8 kèm giá 68.000 cho các chị luôn nhá. Thật sự ngon bổ rẻ cho các bác mình, dễ mặc lắm. Chuẩn chất zip cho các chị. Ok cho Ngọc Hiên một cái. Ngọc Hiên một cái, Nguyễn Thị Ngọc một cái. Ngọc Hiên có, Nguyễn Thị Ngọc có. Cho chị Nguyễn Đồng Hạnh một cái. Nguyễn Đồng Hạnh có hàng này thì không sợ lỗi mốt. Lan Anh một cái. Lan Anh có luôn này. Cho chị Nguyễn Thủy một cái. Nguyễn Thủy có luôn ạ. Nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nha các bác ơi. Rồi em còn hai cái nữa là em hết A8 nha các chị nhá. Lên cho em A8 kèm giá 68.000. A8 kèm giá 68. Em này lên nốt cho em này. A8 68 cho vẹt con này. Vẹt con có. Cho chị Trân Quang có A8 68. Cho Phạm Bích một cái hết à. Trần Quang nhắn luôn, Trần Quang không giấu ấy. Ảnh ảo ấy, chầu chầu ấy. Nhắn luôn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn đi. A868 em hết rồi, chị cái nữa nhé.
dự bị cho chị Nguyễn Tâm đi, nhắc nhắn lên chị Nguyễn Tâm A8 dự bị thêm một cái. Vừa nãy là chị được rồi. Cái này lên cho em là A9 kèm theo giá 67.000 luôn nhá. Còn có bằng này là hết đúng không? A8 em hết rồi. Chị Huệ cũng nhắn luôn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn đi chị ơi. Xong chuẩn bị cho chị quần nam em nhá. Ủi dồi, con này đẹp thế. Con này em để lại rồi và em vẫn muốn mặc nữa các chị. Tức là đã để lại ba cái, ba màu của mã này rồi. Nhưng mà nhìn thấy em này vẫn muốn để lại nữa. Đẹp lắm, cái này nó dòng này nó dễ mặc, lên cho em là A9 kèm theo giá 67.000. A9 67 cho chị Phương út một cái 40 cân đến 63 64 thoải mái các chị ơi. Của em dòng của em chất zip các chị càng giặt càng lì, quay máy giặt ok hết luôn cho em nhá. Nó dễ mặc lắm. A9 67 cho chị Hà Thu một cái. A9 67 cho Ngọc Anh một cái, A8 hết rồi. Ngọc Anh có A9 67. Có liên thấy được một mã đấy chị ơi, chị Nguyễn Liên kia có mặc. A9 kèm cho em cả giá 67 chị ơi. A9 67 cho Phạm Thị Hằng một cái. Rồi còn ba cái cho chị Bảo Ngọc Đỗ nhắn tin chưa gì? Bảo Ngọc Đỗ một, cho chị Nguyễn Tâm Chi Pu một. A9 67 cho Lan Cute một cái. Hết hàng luôn, không còn luôn là cho chị quần nam. Quần này các chị lên chốt nhanh luôn cho em nhé. Quần này của em thì chắc chắn một điều rằng khách toàn bị gọi là ui Giang ơi, chị không nghĩ là nó đẹp như thế luôn. Quần của em là quần ngố nam ạ. Chun của nó là chun bên trong. Nhớ cho em gọi là hàng đũi. Đũi mà đũi thường hoặc đũi lụa giãn nó khác. Cái này của em là hàng xước giãn nhá các chị nhá. Nó cao cấp hơn cả đũi Nhật, cao cấp hơn cả đũi xước thông thường. Nói đây các chị nhìn cho em này. Cái này từ 58 cân đến 62 sọ, quên, từ 58 cân đến tầm khoảng 82 83 cân cho em ok ạ. Và nhớ cho em này, hai bên túi quần đều có kéo khóa. Túi sau cũng có kéo khóa cho em này. Và một điểm nữa để các chị em mình phân biệt với hàng loại 2 loại 3. Và so sánh với quần quần nam dòng này người ta bán cho các chị mà 85.000 nó sẽ là hàng đến đây. Nó chỉ như thế này thôi này các chị này. Đấy, nó gọi là quần shop của nam đấy, nhưng của em các chị nhìn này, quần ngố ạ. Mặc cho em kể cả đi chơi này, đi du lịch này, tập thể dục này. Đang đi cho em toàn những con xe xịn thôi, bất chấp hết luôn cho em nhá. Mã cho em là Q86, em bán tặng 86.000 đồng một cái. Quá đỉnh luôn cho các chị, 86.000. Lên cho em là Q86, ui dồi ôi, A9 không còn. Áo em mặc là A3. A3 nhưng mà nó nhiều chữ khác nhau lắm. A3 sau đó kèm giá. Kèm giá là 26.000, xong đó kèm theo số lượng cho em nhá. Áo em mặc là A3, 26K kèm theo số lượng. Hai cái được hai chữ nó khác nhau. Nào em ơi, Q86 để lên cho chị. Cái này các chị em mình đấy không? Tức là bán đến mức mà khách gọi điện, khách nhắn tin Zalo, cứ Giang ơi mày tách cho chị 200 cái quần nam đấy đi, không có hàng luôn ý. Mỗi lần về được vài trăm cái, chỉ bán lẻ nhoằng cái là hết luôn. Không có hàng để đóng buôn luôn. Khách nhận là toàn mua thêm thôi. Rồi Q86 cho chị Yên Cúc một cái, Trần Điệp một cái, Cỏ Dại một cái. Cỏ Dại có cho chị Ngọc Lan một cái, Nguyễn Thị Liên một cái. Nguyễn Thị Liên có 4 cái cho chị Dịu Dương này. Ok, bác Dịu Dương 4 cái, Huế Điệp Nhung một cái. Huế Điệp Nhung có luôn này. Q86 cho chị Nguyễn Tâm một cái, Hương Phạm một cái. Cho chị Nguyễn Thị Ngọc một cái. Nguyễn Thị Ngọc có. A3 phải kèm cho em cả giá đi chị Thúy Nguyễn ơi, cho Tùng Euro một cái. Hai cái cho chị Hương Mi Nguyễn. Hương Mi Nguyễn hai cái, Được Nguyễn một cái, Hồng Tài một cái, Bùi Hảo một cái, Nga Thanh một cái, Phạm Bích một cái, Được Nguyễn một này. A3 hai cái cho chị Tâm Kem này. Ok chị Tâm Kem đây nhá, chị cả đây này, vừa nãy chị kia hai này. Rồi cho chị Nguyễn Thị Ngọc thêm cái nữa là hai. Cho Lan Cute một cái, Thu Tình hai cái. Thu Tình hai cho chị Linh Nga một cái, Hồ Phượng một cái. Nga Thanh có một cái. A3 hai cái cho chị Trúc Vân Nghĩa đây. Trúc Vân Nghĩa hai cái A3 này. Q86 hai cái cộng một chiếc A3, chị Hương Lê. Hương Lê kèm cho em cả giá của A3 vào. Q86 cho chị Minh Tuyết một cái. Minh Tuyết có luôn này. Đẹp dã man, chị Nguyễn Thị Ngọc có hai rồi chị ơi. A3 chị phải kèm cho em cả giá, không kèm giá làm sao mà lên đơn được ạ. Q86 cho bác Bông Xù một cái. A3 phải kèm cho em cả giá là 26.000 thì em mới lên đơn được. Nếu như không kèm giá là nhân viên chốt 39.000 đấy ạ. Rồi cho chị Hồ Phượng với Bùi Hảo là có Q86 rồi. Quần này đẹp lắm, chồng em 85 cân vẫn mặc vừa đấy. Em chỉ toàn tư vấn đến tầm khoảng 82, 83 cân thôi. Và một cái điểm nữa của con quần này em rất thích. Các chị em mình biết là cái gì không ạ? Chun của nó là rút bên trong. Chun của nó là ở mặt trong nên mặt ngoài, kể cả các anh mặc cho em đi chơi, đi tập thể dục, cái chun nó không bị lòng thòng. Nếu như bụng các anh nhỏ có thể rút bên trong này, cho nó vừa vào vòng bụng cho em cũng ok luôn. Đấy, quần nó trần chun trần cạp hết, nhìn tinh tế không? Quá đẹp luôn ạ. Comment vào đấy cho em luôn là Q86 nhá. A3 26.000 cho chị Lan Anh này. A3 hai cái cho chị Chi Huệ có luôn này. A3 26 cho Vũ Thu Hiền này. Ok chị Thúy Nguyễn ạ. A3 hai cái cho chị Nụ Nguyễn hai cái 26 này.
quần này lên cho em Q86 quần nam Hằng Lương một cái này, cho chị Đồng Lý một cái này, hai cái áo A326 của chị Phát Huế kìa. Ok, Phát Huế cho cỏ dại một cái A326, cho chị Luyên Đỗ hai cái A326, Q86 hai cái cho chị Phong Nam. Ok, chị Hương Lê rồi ạ. Q86 hai cái cho chị Sĩ Nhã này. Q86 là 86.000 một chiếc đấy chị. Cái này từ 58 cân đến 82, 83 cân mặc cho em ok. Cho chị Thơ Nguyễn một cái, Phạm Hiền một cái. 86.000, chị thêm một cái A3. Dạ vâng, ok, chị Nguyễn Nga thêm cái A3 nữa là tổng hai cái. Q86 thêm cái nữa cho chị Trần Điệp. Đã mua cái này là mê mẩn, chị Dung Văn một cái. Ok, 80 cân thoải mái, chị Vẹt Con một cái. Còn bác nào chưa được nữa, các bác lên vào đấy cho em Q86 nhé. A3 chứ không phải A2 đâu, chị Vũ Thu Hiền thôi. Rồi em qua mã nha các chị gái. Ui đẹp quá luôn con quần này. Thật sự là đẹp kinh khủng luôn. Chị Vũ Thu Hiền là có A3 rồi. Cho Ngọc Phạm có luôn Q86 này. Q86 luôn, chỉ cần lên mã này, chỉ cần lên Q86 mặc định là 86.000 rồi. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên nốt cho em nhá. Cho chị cho chị nốt cổ bẻ đây cho chị đem ơi. Cổ bẻ cốt tông thì đưa chị nốt. Chị Luyên Đỗ có Q86. Cho chị Trúc Vân Nghĩa một cái Q86. Vũ Thu Hiền là có A3 26.000 rồi. Cho Trần Quang, Trần Quang nhắn tin địa chỉ số điện thoại chưa? Rồi em qua mã cho các chị luôn này. Cổ bẻ nhá, cổ bẻ cái số lượng thì em không còn nhiều đâu nên các chị phải chốt nhanh cho em thì mới được. Cho chị Nga Thanh một cái mã A3 này. Cái này của chị là toàn bộ mã viền cổ ấy, có viền cổ đúng không? Tức là cái viền đen, cái viền trắng đúng không? Nên cái này là cổ bẻ nhá các chị nhá. Q86 cho Mai Mũ một cái, cho Trung Thắng một cái Q86. Em nói luôn là hàng mà có viền cổ của em với viền tay của em là hàng đắt đấy. Nhưng em không phân viền cổ ở đâu, để hết đây chị em. Tức là chỉ còn hàng còn viền cổ thì em để dành lại thôi. Nhưng em không phân ra nữa, em bán nốt luôn cho các chị em mình luôn. Các bác mình mua được hoan hỉ giúp em nhiều hình khác nhau lắm. Tức là cái chữ theo chỗ này nó khác nhau này. Cái này từ 38 cân đến 62 cân vẫn còn đang bon chen được. Mua cho con các chị mặc đi học cũng được luôn. A mấy? A10 đúng không? A10. Lên cho em mã là A10 kèm theo giá cho em này. 65.000 đồng một cái cho hết luôn. Còn mỗi màu này thôi. Hai cái kia em cầm đấy là khác, là không viền cổ nữa. A10 kèm theo giá 65.000, các bác không so sánh giá nhé. Còn đủ màu, không một chị nào được mua cái giá dưới 78.000. Đúng không ạ? Nếu như có hôm nào em bỏ em tri ân là 76.000 đây em cho nốt luôn 65.000. Lên comment cho em là A10, con chị 30 vẫn vượt đấy. Kể cả các chị em mình muốn cho các bạn đi mặc kiểu đi học cho em cũng ok hết luôn. 37, 38 cân cho em đều mặc được rồi. Lên comment cho em A10 kèm giá 65.000. Ok, cho chị Thanh Be một cái, Linh Gấu một cái, Ngọc Thiên Trúc một, Ngọc Thiên Phúc một cái. Cho chị Đượng Nguyễn một cái. A3 thêm cái nữa, chị Bích Hiền. Cho chị Lê Hương một cái. A10 kèm giá 65 ạ, cho chị Nguyễn Tâm một cái. Nguyễn Tâm có luôn này. Comment cho em là A10 kèm giá 65.000. Cho chị Phạm Thanh Hòa một cái, chị Yên Cúc một cái. Q86 cho chị Nguyễn Hùng một quần kìa. A10 65 cho chị Thảo Ngọc một cái. Cho chị Nguyễn Thị Ngọc một cái, chị Nguyễn Thị Hoan một cái. Chị Sương Rồng Hoa một cái. Cho chị Thắm Trương một cái, Nhím Lê một cái. Hết hàng. Rồi Thắm Trương có, Nhím Lê có, em hết sạch luôn A10. Em không còn A10 nữa nhá các chị nhá, em hết luôn A10. Có bao nhiêu cái chống nắng màu ghi mang đây chị luôn em ơi, hàng VIP chống nắng dài đây này. Lên cho các chị một mã chống nắng luôn. Lên cho các chị em mình nhá, chống nắng này. Bán cho các chị em mình đúng giá bèo bọt luôn, còn có ít thôi em nói luôn. Lên cho các chị luôn, các chị lưu ý bên trên của nó, thân của nó hai lớp, bên dưới chân của nó. Dưới chân của nó là một lớp, tay cũng là hai lớp. Nhưng các chị nhìn con tay của nó là sướng. Thật sự luôn, nhìn tay của nó đúng chuẩn cho các chị, không bao giờ sợ nắng luôn. Màu nó là màu ghi nhá, mặc sẽ rất là thích luôn cho các bác mình luôn này. Comment luôn vào đây cho em luôn ạ. Mã cho em này. Comment luôn cho em. A bao nhiêu rồi? A11 đúng không? Đấy các chị nhìn cho em nhá. Mã cho em cái này các chị em mình từ 40 cân 40 cân cho em đã mặc được rồi, đến 60 cân cho em cũng ok hết luôn nha các chị nhá. 40 cân đến 60 cân. Mã cho em là A11 kèm theo giá cho em. A11 kèm theo giá, A11 gạch ngang kèm giá 115.000 luôn. 115.000 cho các chị luôn nhá. Rẻ bèo rẻ bọt luôn cho các chị, lên cho em là A11 đúng không? A11 kèm theo giá 115.000 cho em luôn. Hai bên túi áo này cũng kéo quá luôn này. Em này chống nắng, chống tia UV cho các bác mình luôn. Số lượng em không có nhiều, lên luôn vào đấy cho em là A11 kèm giá 115.000.
nhá, 115.000 cho các chị luôn này. Em chốt nhanh cho các bác luôn. A3 hai cái cho nhím lê kìa. Ok nhím lê này. Em này 40 cân đến 60 cân cho em vẫn mặc ok. A11 gạch ngang kèm giá 115.000 cho em. Em chốt nhanh cho các chị nhá. Chứ nắng lên rồi vải thì không có, mà giá này cho các chị em mình thì gần như là không luôn các chị. Comment cho em là A11 kèm theo giá. A11 115 cho chị Thu Hương một cái, cho chị Hằng Lương một cái, cho Nguyễn Hồng Hạnh một cái. Lên cho em là A11 kèm giá 115 cho em ạ. Comment rõ ràng đầy đủ cho em nha các chị nhá, thì em mới lên đơn được cho các bác. Cho chị Nga Hoàng một cái. Nga Hoàng có luôn cái này kể cả đi bộ này. Đúng không ạ? Đi xe đi siếc rồi các chị đi ô tô các chị bỏ cho em. Em là thường hay bỏ một cái áo nắng dài trên xe nhà em đó. Là em cứ lên là kiểu em hay mặc váy các chị. Em đi đâu em toàn mặc váy hoặc mặc quần short. Nên em cứ để mà ngồi, các chị thấy ngồi đứng trước ô tô là nó thường nắng nó tào rồi này. Là em vẫn để em phủ trên đùi luôn. Xong lúc xuống là vẫn khoác em này bên ngoài luôn đấy các chị. Rồi cho chị Bảo Ngọc Đỗ một cái đi. Comment giúp em là A11 kèm theo giá 115 nha các chị nhá. Chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em qua mã nhanh cho các chị thôi. Lướt mã nhanh cho các chị luôn này. Cho chị màu vàng của mã cốt tông tàu. Cốt tông tàu bọn em ôm bên kho về chưa? Chắc là vẫn chưa ôm hết đúng không? Sang ôm bên kho về đi. Sang ôm bên kho về đi đã. Mò sang bên đấy ôm về đi. Ê, lên mã này, mã này em còn mấy cái cho các chị nhanh tay luôn này. Lên cho em A12. A11 cho chị Doãn Thị Thùy kìa. Ok bác, lên nhanh cho em mã này là A12 nhá. A12 kèm theo giá luôn cho em này. Chia nốt đi. Cho em có ít em dồn. 62.000 một cái đi nhá, 62.000 luôn đi. A12 kèm giá 62.000 còn mỗi bằng này thôi. Cho nốt luôn cho các bác luôn, cho thích luôn này. 40 cân ạ, đến 63 cân cho em vẫn thoải mái luôn. Chuẩn chất zip cho các chị luôn nha. Các bác mình chốt nhanh cho em ạ. Còn bằng này là hết này. A13 kèm giá 63. À A12. A12 kèm giá 60 mấy nghìn nhỉ gì nhỉ? 62.000 cho các chị em mình luôn. Này dễ mặc lắm, dễ mix đồ đẹp lắm luôn đấy các bác. Đẹp lắm luôn cho các chị. Rồi A12 kèm giá 62.000 cho em nhá. Pha viền tay với viền cổ cho các chị luôn, mặc thích lắm luôn. Form rộng đợi em chút xíu chị ơi. Form rộng chờ em chút nữa nha. Form rộng đợi em, lát em lên cho các chị em mình. A12, A11 cho chị Nguyễn Thị Hạnh Ngọc kìa, chống nắng đấy. Ok bác, A12 cho chị Thắm Trương một cái. Cho chị Nguyễn Ngàn một cái, cho chị Tuyết Nguyễn Tuyết một cái. Ok cho chị Nụ Nguyễn một cái. Nụ Nguyễn không giấu nhắn tin địa chỉ điện thoại vào tin nhắn chưa? Trần Quang có luôn một cái. Comment vào đấy cho em là A12 Nguyễn Ngàn có rồi chị ơi. Kèm giá 62.000 giúp em ạ. Hai cái nữa cho chị Nhím Lê một cái. Nhím Lê có luôn này, gấp túi em này. Còn cái nữa là hết, chị nào chưa được các chị lên. Nhím Lê Q86 cho chị Tuyết Nguyễn Tuyết kìa. Q86 là quần nam, quần ngố của nam. Rồi A12 62 chị nào chưa được các chị lên comment. Cho em cho Ngọc Thiên Phúc một cái, xem tin nhắn của Ngọc Thiên Phúc chưa. Dự bị cho bông xù một cái, ok bông xù ở hết hàng. Nào cho chị form rộng này. Form rộng chân cốt tông tàu em bán tặng nhá. Cái này gọi là mặc đôi mặc nước cho em thoải mái luôn đây các chị nhìn cho em này. Đấy, bao cho các chị em mình luôn form rộng từ người. Cái này kể cả từ 50 cân đến tầm khoảng 75 cân cho em vẫn ok hết. Vì nó là form rộng chân cốt tông tàu em bán tặng nốt luôn cho các chị em mình luôn nhá. Hàng này của em các chị em mình đã mua 99.000 các bác mình biết rồi. Nay cho luôn cho các chị em mình này. 79.000 một cái đi. Comment luôn vào đây cho em luôn là xả 1 kèm giá 79.000 luôn đi. Cho đi luôn nha các chị nhá. Xả 1 kèm theo giá 79.000. Em này các chị mặc cực kỳ là mát và thấm hút mồ hôi luôn, sướng lắm. 50 cân đến 75 cân giúp em. Nó là hàng form rộng nha các chị nhá. Nam nữ đều mặc cho em ok hết luôn. Cái này mặc nhóm mặc nhức với nhau thoải mái. A12 hết hàng rồi. Ok chị Ngọc Hiên chuyển khoản. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi, nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn ấy. Cái này lên comment vào đây cho em luôn. Xả 1 kèm giá 79.000 chết rồi. Hôm nay bán 79.000 thì vỡ mồm luôn. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Địa chỉ số điện thoại nhắn vào tin nhắn cho em nha. Để đây chị em ơi. Xả 1 kèm theo giá 79.000. Xả 1 79 ok cho Thảo Ngọc có luôn một cái đấy. Đừng comment số điện thoại trên này. Dạ vâng, địa chỉ số điện thoại nhắn hết vào tin nhắn cho em. Cho Trung Thắng có luôn một cái đấy.
xả một kèm theo giá cho em là 79.000 đồng cho các bác mình nhá. Đừng hỏi còn cái nọ không, còn cái kia không, hoặc có lên cái nọ có lên cái kia không, em không trả lời đâu, em nói luôn. Ok, chị Hà Trang có luôn một cái này, comment vào đấy cho em luôn là xả một kèm giá 79k nhá. Các chị Trần Ngọc Ngà này cho luôn khỏi danh sách mua hàng đi, cho luôn ra khỏi danh sách mua hàng đi, cho vào một cảnh báo luôn đó chị, không buồn nhắc đến nữa, nhắc đến lại thấy tăng sông. Rồi còn chị nào chưa được, các chị lên cho em là xả một kèm theo giá 79k. Ok, hai cái cho chị Thơm Nguyễn này, Thơm Nguyễn có hai cái, cho chị Thảo Nguyễn một cái này, Thảo Nguyễn có luôn. Chị nào chưa được lên comment vào đấy cho em xả một kèm giá 79k cho em nhé, xả một kèm theo giá 79k cho em ạ, bao cho các chị mê mẩn luôn, cho các bác luôn này, cho chị áo này đây, chị kia kìa, cho chị Trúc Nguyễn một cái, Trúc Nguyễn có luôn xả một này. Còn bác nào chưa được lên comment cho em xả một luôn giúp em. Em này đẹp lắm luôn. A mười mấy rồi chị? A13. Cái này bao nhiêu chị hỏi em có đóng buôn không mà em chả đóng buôn luôn. Toàn bộ chữ của nó là bằng nhung nổi hết luôn nhá. 37 cân, 38 cân đến 60 cân cho em. Comment A mấy gì nhỉ? A13. Lên cho em là A13. A13 kèm, đợi em chút xíu em mặc mẫu cho các chị luôn này. A13 kèm giá là 58.000 một cái nhá. Lên luôn cho em A13 kèm giá 58k. A13 kèm giá 58 cho em ạ. Con này mặc đẹp lắm luôn. Mai có chị nào Quảng Ninh không, đi cà phê tí đi các chị, mai em xuống Quảng Ninh có việc. Mai bác nào Quảng Ninh đi cà phê tí. Đây các chị nhìn cho em này, con này các chị không mua được là phí luôn. Đấy, đỉnh cho các chị em mình luôn này. A3 hai cái cho chị Thanh Đặng kìa. Ok chị Thanh Đặng nha. Cái này lên cho em luôn A bao nhiêu rồi? A13. A13 kèm theo giá 58.000 cho em luôn ạ. Chữ này toàn bộ là bằng nhung nổi hết cho các chị luôn. Nó là bằng nhung nổi, mặc cực kỳ là sang luôn cho các chị, đẹp lắm. Comment vào đấy cho em luôn là A13 đúng không? A13 kèm theo giá 59k cho em. A13 kèm giá 59 nhá các chị nhá. Eo ơi mặc thích dã man, mà con này mặc nhìn sang lắm luôn đấy các chị. Sang, siêu sang cho các bác mình luôn. Comment cho em là A13 kèm giá 59k. Dễ mặc, dễ mix đồ, các chị mặc với cái gì cũng đẹp. Kể cả mặc cho em với cả là quần short, quần siếc các thứ đều đẹp luôn. A13 nhá, kèm giá 58.000 một cái. 58.000 ạ. Rồi A13 58 không có ở ngực gì đâu chị. Con này cái gì nó cũng ở cái mức là quá đẹp luôn. Ok cho chị Hương Phạm một cái. 58.000 thôi ạ, chị Liên Ngọc thì sửa thành 58 em ơi, 5 cái đếm mà chị Liên Ngọc. 58.000 thôi nha các bác nhá, em đọc nhầm thành 59. Lên lại cho em là A13 58.000 cho nó chuẩn giá cho các bác mình. Bớt được 1.000 cho các chị thôi, 1.000 các chị em mình mua được cái kẹo mút cho con rồi. Comment rõ cho em là A13 kèm theo giá là 58k. Comment rõ vào đấy cho em nhé. Ok cho chị Thanh Be một cái này. Comment cho em là A13 58 cho Tạ Ngoan một cái này. Tạ Ngoan có luôn A13 kèm giá 58k cho em. Cho chị Trần Quang một này, Q86 cho Bảo Ngọc thì cho Trần Quang cọc đi. Ừ, nhắn chị. Trần Quang vào chuyển khoản cọc luôn cho em 50.000 nhá chị nhá. Chứ không phải 5-6 mã thế, chuyển khoản cọc 100.000 đi. Cho Vạn Sự Tùy Duyên một cái. Ok cho chị Hà Nguyễn một cái. Cho chị Hoài Nguyễn một cái. Trần Quang nhá, Facebook ảo vào chuyển khoản cọc luôn 100.000 cho em ạ. Nhân viên nhắn tin rồi đấy. Comment vào đấy cho em A13 58 mà chị Nguyễn Nga một cái. Chị nào chưa được lên cho em A13 kèm giá 58. Ok chị Nguyễn Tâm Chipu một cái. Bác nào chưa được lên cho em A13 kèm giá 58 cho em này. A13 kèm giá 58 để tí nó ôm lên sau nhá. Chị vừa mặc là còn lên được nữa. Cho chị Phan Thanh Hòa một cái. Ok chị Phan Thanh Hòa có luôn này. Cho chị luôn đôi dép như chị đang đi này. Còn bao nhiêu đôi nữa em? Mang chị nốt đi. Em còn xả một chị Hà Nguyễn ơi. Chị lấy xả một, chị lên cho em xả một kèm giá 79. A13 cho Sĩ Nhã một cái. Sĩ Nhã có luôn A13 này. Chị nào chưa được A13 nữa, các chị lên cho em là A13 cho em. A13. Ok chị Hương Phạm chuyển khoản kìa. Ok bác nha. Ôi rồi ôi. Chờ em một chút xíu. A15, A13 này.
À 1358 thế chị Thu Lê trả luôn. À 1358 cho chị Nga Mạnh nhé. Ok ạ, à, chị Nga Mạnh với chị gì đấy gì? Thu Lê. Ok, Nga Mạnh Thu Lê bấm rồi đúng không? Bấm. Cho các chị em mình một mã bộ mẹ. Đấy. Nhìn cái ảnh đấy là biết nào đưa chị bộ mẹ kia đi em ơi. Lên cho các chị em mình một mã bộ mẹ, những câu hỏi mà các chị hỏi ngoài lề thì bỏ qua nhé. Cho chị ký ức một cái A13 này. Ký ức có A13 luôn, ủa bộ này đẹp thế. Comment vào đây cho em luôn. B1. Cái này từ 45 cân đến 65 cân cho em nhé. B1 kèm theo giá cho em ạ. À. B1 kèm giá em bán tặng luôn 57.000 một bộ. B1 kèm giá 57.000 cho em các chị ơi. Nhớ kèm cho em cả giá nhé, 45 cân đến 65 cân. Bộ này mặc cho em rất là thích luôn. Chả bao giờ nhăn nhầu gì hết bộ. Các chị em mình mua tặng mẹ tặng bà. Ok, chị Hà Nguyễn một cái xả một nữa luôn kìa. Comment vào đây cho em luôn. Mã này là mã B1 kèm giá 57.000 một bộ luôn. B1 kèm giá 57 nhá các chị nhá, 45 đến 65 cân cho em ạ. Quần nó là quần qua đầu gối A1358 cho Nguyễn Thị Tám kìa. Lên vào đây cho em là B1 kèm giá 57.000. Chả có nhiều đâu, còn mấy chục bộ bán nốt cho các chị em mình dừng hàng. Năm nay á, mọi năm là em bán cái này đến tận tháng 8, tháng 9 cơ mà năm nay chị cũng không có hàng nữa. Nên bán nốt cho các chị. Rồi B1 57 cho hàng bục một bộ. Hai bộ cho chị Nguyễn Nga, một bộ cho chị Xuân Nguyễn. Cho Bích Hiền một bộ, Bảo Ngọc có Q86 rồi mình ơi. A13 cho Lan Anh một cái. Rồi B1 57 cho chị Dung Văn một bộ. Comment cho em là B1 kèm giá 57, hai bộ cho chị Trung Thắng. Trung Thắng có luôn này. Comment cho em là B1 kèm theo giá 57k cho em nha các bác. B1 kèm giá 57k cho em ạ. À. Cho chị Trần Thoa Thoa một bộ, Phạm Lan Ánh một bộ. Ok, chị Nguyễn Nga chuyển khoản là ok bác nha. À, hai bộ cho chị Cỏ Dại, một bộ cho chị Hoàng Vân. Cỏ Dại có, Hoàng Vân có luôn này. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em. B1 kèm giá 57.000 cho chị Thanh Đặng một bộ. Ok bác, Thanh Đặng có luôn này, mặc mát lắm luôn. Chị nào chưa được lên vào đấy cho em B1 kèm giá 57.000 nhá. Cho chị mã quần hai cúc đây mừng. Quần thô mềm đấy, quần skinny đấy mang đây chị luôn. Rồi chị nào mình chưa được có một chị chuyển khoản cọc 100 vào đây. Cho chị Bảo An, Bảo Hân một bộ, cho chị Tâm Kem một bộ, Trần Quang cọc hàng. Tâm Kem có rồi, Bảo An, Bảo Hân rồi. Lan Anh là có A13 rồi mình nhá. Úi dồi, bác bảo úi dồi, kệ cháu, mẹ lôi cháu ra, kệ cháu. Em ơi, đây nhặt cho cháu cái đồ chơi kia lên cho cháu. Ơi, bác ơi. Bác yêu em mà, đây bác cho em này. Bác cho em nhá. Gọi bà để bế, gọi bà bế đấy. Bà. Nó bảo bà bế nó đấy. Nó biết là mẹ. Chiếc xem nó vả mẹ nó thích nhỉ. Vả đấy nhá. Ồ, bà đi đến xem cái gì bèo bị sao không phải? Mẹ xem phải cháu ị không? Mẹ xem phải cháu ị không? Không. Không em cái video nó vả ngô bằng mặt mẹ nó mất cười. Ui nó đầy video. Ok cho chị Nguyễn Tám một bộ B1. À Nguyễn Tâm một bộ B1. À, chị Nguyễn Thị Tám là cái 3 bộ cho chị Phạm Lan Ánh. Một bộ cho chị Phạm Thơm 57.000 ạ. À. Phạm Thơm có rồi. Chị Ngọc Hiên chuyển khoản. Ôi giời sao mà đã chuyển khoản rồi ở bác Ngọc Hiên. Mua thêm đi chứ. Vừa mới mua đã chuyển khoản rồi. Mua thêm đi. Mấy chị cọc với là mấy chị kiểu khách mới vào thôi. Nào nhấc ở kia, ngoài kia xong nhấc thêm vào đi em ơi. Đưa đây chị luôn. Quần này thì các chị em mình chốt nhanh cho em nhá. Chả số lượng nó không còn nhiều đâu. Chắc tổng cộng cái này còn được 200 quần đúng không em. À, áo em mặc là A13 kèm theo giá 58.000 chị ạ. B1 cho chị Toàn Hạnh kìa. Ok chị Toàn Hạnh, cái này các chị chốt nhanh nhá. Lên luôn cho em Q99 kèm size đi. SML XL 38 đến 47 cân mặc cho em size S. Từ trên 47 đến 51 cân mặc M, trên 51 đến 55 cân mặc L, 56 đến 62 cân mặc XL cho em. Sau có theo logo này, đẹp lắm luôn ạ. Q99 kèm size nhá. Siêu co giãn luôn cho các bác mình luôn. Hàng này thì có bao giờ các chị em mình sợ lỗi mốt. Cặp của nó là cặp cao 2 cúc. Mặc được cả 4 mùa luôn ạ. Lên vào đấy cho em là Q99 kèm size. Tất cả tổng cộng em còn tầm khoảng 200 quần là em hết nhá. Toàn Hạnh có rồi chị ơi. Comment vào đấy cho em. Ủi con này đẹp lắm luôn. Con này kể cả các chị đi chơi, các chị thích mặc với một con áo bra thôi nó cũng đẹp. Mặc cho em với áo dây cũng đẹp. Sơ mi cũng xịn sò luôn. Trời ơi các bác ơi. Comment vào đấy cho em là Q99 nhá. Q99 kèm size A13 cho chị Ngọc Phạm kìa. Q99 kèm theo size SML XL. Mỗi size em chỉ còn tầm khoảng 40 cái, 40-50 cái nữa là em hết tổng cộng còn độ 200, gần 200 thôi.
Comment nhanh giúp em nhá, Q99 kèm size quần này mặc đẹp lắm luôn ý. Em cảm ơn chị Tùng Hero ạ. Size M cho chị Thanh Thanh, XL cho Phạm Thơm. Lên cho em Q99 kèm size, M cho Thanh Bê, S cho Lưu Ngọc. Hai cái size M cho Tạp Hóa Tấn Phát. Chị Phạm Thơm nó có XL rồi chị ơi. Em ơi con quần này 99.000 thì các chị không cần nghĩ luôn. A13 cộng B157 ok chị Phạm Hạnh kìa. Size L cho chị Cỏ Dại, XL cho chị Trang Hoàng, XL cho Nguyễn Huyền. Hai cái XL cho Nguyễn Tâm Chi Phu, L cho chị Lê Ngọc, mặc đi làm cho em cũng sướng luôn. Lê Ngọc có rồi, S cho chị Nguyễn Ngàn, 46 cân chỉ cần mặc S thôi chị ơi. Nguyễn Huyền có XL rồi, bác nhất 60 cân lên XL nhanh không hết ạ. Hai cái size M cho chị Thu Tình. Phạm Thơm có rồi, M cho anh Bạch, M cho chị Bảo Ngọc Đỗ. XL cho Nhím Lê, XL cho Sara. Chị Sara có luôn này, XL cho bác Nguyễn Đồng Hạnh, S cho Nguyễn Mai. M cho chị Tuyết Nguyễn Tuyết. Chị Nguyễn Huyền là có XL rồi, XL cho chị Nguyễn Thủy. Nguyễn Ngàn có S rồi nha bác ơi. Quần này mặc sướng lắm, bác nào chưa được nữa lên vào đấy cho em. S cho chị Bảo Châu. Này mà các chị không mua được quá phí luôn, Nguyễn Ngàn có rồi. Q99 kèm theo size 99.000 một cái đấy ạ. XL cho Trung Thắng. 60 cân lên XL. Chị ơi tin tưởng đi, 45 cân chị cứ mặc S cho em, 45 cân không phải lên M đâu, 45 cân vẫn mặc S thôi nhá. Size M cho chị Linh Chi Khởi. Quần nhà Giang mặc sướng, co giãn thoải mái lắm. Em cảm ơn chị Phạm Thơm ạ. Con này mặc xếp vào dạng đỉnh của chóp luôn, Bảo Châu có rồi. Q99 kèm size SML XL cho em này. Qua mã cho các chị luôn ạ. Chị nào chưa được, Nguyễn Thủy nó có XL rồi bác ơi. Chị nào chưa được lên S, chị Ngọc Trinh nhắn cho em địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Không comment số điện thoại trên này nhá chị nhá. 53 cân lên size L chị ơi. S cho chị Vạn Sự Tùy Duyên một cái. 53 cân lên L Nhím Lê có rồi, mình chuyển khoản rồi. Eo các chị đã chuyển khoản thi nhau chuyển khoản hết rồi. Ok chị này. S cho chị Sao Hoàng một cái. Sao Hoàng có luôn ạ. À. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em nhá. Đấy. Kia kìa Ngọc Trinh kia kìa. Ngọc Trinh nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn đi em ơi. Nào một lần nhân viên đã chấm lên rồi, có đơn mà không nhắn tin địa chỉ số điện thoại thế. Hả? Áo em mặc là em lên rồi, áo em mặc là A13 kèm theo giá 58.000, Q99 size M cho chị Tuy. Ok chị Tuy có luôn, qua mã nhá các chị nhá. Qua mã cho các chị luôn, đôi chị đang đi còn size số như nào ấy. Size số còn như nào? Hai cái XL cho chị Tâm Nguyễn nhá. Ok chị Tâm Nguyễn. 354 363 373 385 398. Thêm một cái size L cho chị Nguyễn Thủy. Ui các chị ơi đẹp lắm luôn các bác. Cái này mà các chị không chốt nhanh thì là hết nhá. A13 phải kèm cả giá cho em chị ơi. A13 không kèm giá 58.000 em không lên đơn được đâu. Đôi này em đang đi ở chân luôn nha các chị nhá. Em đang đi ở chân luôn. Đẹp lắm luôn nha các chị luôn. Bao cho các bác mình mê mẩn luôn. 7 phân nha các chị mà đi vô cùng ôm chân và chắc chân luôn. Lên vào đây cho em luôn là G165 kèm size luôn đi. 165.000 em hỗ trợ miễn ship cho các chị luôn. Chị nào mình nhanh tay thì mình được, mà mình chậm tay thì là hết nhá. Lên luôn cho em. Ok chị Lê Thị Thủy Tươi một cái A13 áo chị mặc. Cái này lên comment vào đây cho em luôn là G165 160 Q99 size M cho Phạm Thị Hằng. G165 tức là G165.000 miễn ship. Lên rõ là G165 kèm theo size 35, 36, 37, 38, 39 cho em. A13 chị Luyên Nguyễn thêm kèm giá vào chị em. A13 chị lấy hai cái áo chị mặc. Comment vào đây cho em G165 kèm size, size 35 cho Hằng Bụt. 165.000 không mất thêm tiền ship nữa luôn. Nhưng cái số lượng nó không còn nhiều, bác nào mình nhanh tay mình được chậm tay thì hết. Con này mặc vào nó tôn dáng một cái bên. Em này đi lên nó tôn dáng một cách kinh khủng luôn. Rồi size 37 cho chị Tạp Hóa Tấn Phát. Dễ đi mà mặc với cái gì cũng đẹp luôn. Kể cả các chị mặc sót hay là mặc giả, chân váy, chân viết các thứ thì đều đẹp hết. Size 36 cho Oan Oan. Size 37 cho Tuyết Nguyễn Tuyết. 37 cho Thanh Bê. 35 cho Trần Điệp. Em hết luôn 37 ạ. 35 cho Trần Điệp có nhá. Hiện tại em chỉ còn 35, 36, 38 và 39 thôi. Luyên Nguyễn là có hai cái A13 rồi chị ơi. Ôi dồi ôi, G165 kèm theo size chị ơi. S là size gì hả chị? Chị Trần Điệp có size 35 rồi. Cái này mua về lại bảo ôi dồi đẹp quá. Không nghĩ rằng 165.000. 37 hết hàng rồi. 39 cho chị Nguyễn Thủy. 36 cho chị Lưu Ngọc. 36 cho bác Lưu Ngọc này. Em đang đi ở chân luôn, nhà em cả mấy chị em đều đi đôi này luôn. Phương cũng đi, Lan cũng đi, mấy chị em đều đi em này luôn. Comment cho em là G165 kèm size.
37 em không còn hàng đâu, em còn 35, 36, 38 và 39 nhá. Còn 35, 36, 38 và 39 cho em. Còn bao nhiêu cái chống tụt size 36 dồn hết vào đây chị em ơi. Còn bao nhiêu cái chống tụt size 36 mang nốt đây chị luôn. Cháy hàng rồi mà. Size 38 chị mốt gặp à. Size 39 cho chị Thanh Huyền. Áo em mặc là A13 kèm giá 58.000. À mốt gặp là A13 chứ không phải là dép đâu. Mốt gặp là A13, thế là vẫn còn lại một cái đôi, một đôi size 38.000 thôi. Size 39 cho chị Trịnh Tuy. Chị mốt gặp là có A13 58.000 rồi. Nào cho chị nốt chống tụt chủ yếu còn màu đen đây đi. Thôi thì nhặt những cái màu này vào làm gì, thế thì bọn em chưa kiểm tra ngoài kia rồi. Chắc còn một bọc nữa rồi. Chứ cái bọc ngoài cửa nhiều da lắm. Đổ hết ra đi xem như thế nào để thả. Đưa chị màu da nữa luôn. Size 39 cho chị Trịnh Tuy một đôi này. Ok bác Trịnh Tuy, chống tụt nhá. Em đã nói luôn chống tụt này thì thật sự với các chị luôn. Nó cái này là còn sót lại mất một bao size 36 thì mới còn hàng. Size 39 cho chị Phạm Việt Hà một đôi kìa. Chứ các chị biết bao nhiêu ngày tháng các chị mong ngóng chống tụt làm gì có hàng đâu. Mặc cho em thành áo chống tụt cũng được mà mặc không cho em cũng ok luôn nha các chị nhá. Cái này của em thì bao cho các chị quá mê mẩn luôn. Đó là hàng su thái đẹp kinh khủng. 78.000 đồng một cái. Lên comment cho em luôn là, lên cho em là CT kèm theo số lượng. Lên cho em là lên chống tụt kèm theo số lượng đi. Mặc không cho em được đây. Các chị nhìn chỗ này nó có cái lớp đây. Nhìn trên màu đen thì nó dễ nhìn hơn này. Nó có cái lớp này để hít vào người. Chống tụt được luôn cho các chị. Size 35 cho Huy Yến một đôi kìa. Ok 35 chị Huy Yến có này. Cái này các chị lên nhá, 78.000 đồng một cái. Không chọn màu. Chọn màu là 130.000 một cái. Em đang bán trên web luôn. Đệm của nó vừa phải, chỗ dưới này dày nhất. Nó rơi vào tầm khoảng 2 phân cho các chị em mình. Em này mặc vô cùng là ôm ngực, nâng ngực, đẩy ngực cho các chị luôn. Em muốn kiếm một cái 34 em mặc mà không còn hàng luôn. Còn sót đúng cái bao này là bao 36 nhá các chị nhá. Lên comment cho em là áo chống tụt kèm theo số lượng cho em luôn này. Chống tụt là 78.000 một cái. Kèm theo số lượng còn nguyên size 36 thôi. Hôm trước bao nhiêu chị cứ gào thét size 36. Không biết là còn toàn báo là hết nay còn dọn kho còn sót một bao. Lên rõ cho em là chống tụt kèm theo số lượng cho em nhá các chị nhá. Ngọc Trinh 4 cái cho cọc luôn đi dì ơi. Vì đã xả đơn một lần là Ngọc Trinh chuyển khoản cọc luôn cho em 50.000 hoặc 100.000 nhá chị nhá. Lên cho em chống tụt kèm theo số lượng cho em ạ. Cho chị cái túi đêm ơi. Ngọc Thiên Phúc kia nhắn tin chưa? Cho chị Dịu Dương một cái, cho Ngọc Thiên Phúc một cái. Lên cho em chống tụt kèm số lượng hai cái cho chị Tùng Ero. Còn nguyên size 36 các bác ơi, cái này là còn sót thôi. Chứ các chị biết lúc nào em cũng hết size 36 đầu tiên mà. Rồi hai cái cho chị Cỏ Dại. Hai cái cho Cỏ Dại có luôn này. Chốt nhanh cho em nha các chị nhá, không còn nhiều nữa đâu các chị ạ. Cái này em còn cứ nghĩ hôm trước bao nhiêu chị hỏi toàn báo hết thôi. Mặc sướng kinh khủng, cuộn không gọng chị ơi. Không gọng mà vẫn nâng ngực đẩy ngực cho các chị em mình siêu sướng luôn cho các bác luôn. Đẹp lắm. Comment vào đấy cho em chống tụt kèm size kèm số lượng nha các chị nhá. Hàng này nó gọi là đỉnh của chóp luôn cho các chị luôn. Siêu bền luôn cho các chị luôn. Comment vào đấy cho em là chống tụt kèm theo số lượng cho em chấm chấm. Ủa đấy, chết rồi sao nhiều thế mà mình chả thấy lên comment. Hai cái cho chị Đỗ Yến, một cái cho Phạm Việt Hà, một cái cho Mốt Gặp, một cái cho Thanh Huyền, hai cái cho chị Phong Nguyễn, hai cái cho chị Luyên Nguyễn, một cái cho chị Lê Thị Hiền. Lê Thị Hiền một này. Hai cái cho chị Trần Tươi. Hai cái cho chị Dung Bùi. Một cái cho chị Đỗ Bảo Ngọc. 38 mà chị lên chống tụt còn size 38 chốt cho chị mấy cái thì mai còn nhân viên kiểm tra kho còn các bạn ấy chốt cho. 78.000 một chiếc các chị ơi. Đừng so sánh với những hàng xì ke ạ. Hàng này của em bán trên các web 130.000 với 139.000 cơ. Đây bán cho các chị có 78. Hai cái cho chị Trúc Nguyễn. Áo em mặc hết hàng. Áo em mặc đã vừa hết xong rồi nhớ các chị nhớ, không còn nữa đâu ạ. Còn chị nào chưa được chống tụt nó các chị lên nốt cho em nhanh không hết luôn này. Còn ít nữa là hết luôn rồi. Một cái cho chị Hương Minh Nguyên. Hương Minh Nguyên có một cái. Một cái cho Hằng Bụt. Ok Hằng Bụt có luôn một cái này. Một cái cho chị Nương Nương. Ok xem còn cho chị Phạm Việt Hà chống tụt một cái 38 thế. Mai để ý cái đấy. Rồi comment vào đấy cho em luôn chống tụt kèm số lượng cho em qua mã luôn cho các chị này. Hết cho em. Còn đây nữa. Chắc 38 là sẽ còn sót trên kia với trên nhà hôm trước đấy. Hai cái chống tụt cho chị Hoài Phương Huỳnh. Một cái cho chị ăn luôn.
hai cái cho chị Dung Bùi. Lên cho em chống tụt kèm số lượng cho em ạ. Mặc cho em thích lắm, kể cả mình không mặc dây mình bỏ ra để mình mặc với những mã gọi là hở vai hở viết cho em đều đẹp luôn nha các bác nhá. Áo ngực đấy nhà em các chị mua về đúng thật sự con này là nghiện luôn nha các chị. Rồi còn chị nào chưa được nữa không ạ? Q99 là quần chống tụt một cái ok, còn cái size có cái size 38 à chị Nguyễn Thùy. Một cái Q99 size L với hai cái Q86 nữa cho chị Trần Tươi. Ok bác Trần Tươi nha, khoáng cái đơn luôn cả hàng đấy sản phẩm luôn. Dây chuyền em đeo lấy đâu ra hàng nữa mà bán chị, em đeo bao nhiêu ngày nay em đeo hơn gọi là gần năm đến nơi rồi, em đeo hơn nửa năm nay rồi. Chống tụt là 78.000 chị ơi, chuẩn bị hết hàng nhá. Một cái cho chị Vũ Kim Liên, hai cái cho chị Hương Nguyễn không giấu. Hai cái cho bác Hương Nguyễn luôn này. Còn hai cái cuối cùng nữa là hết đấy. Em bảo các chị phải nhanh tay cho các chị chậm là nó hết luôn ấy. Rồi áo em mặc là hết, nếu shop 38 mà chị hai cái ok chị Thúy Phạm chị bấm rồi đấy, chắc em nghĩ là còn. Vì em thấy có 38 các bạn để trên kia mà. Xem cho chị luôn là áo beo áo báo đây, còn cái nào cho chị cái chị mặc luôn. Lỗ lòi pha bạn kệ cho hết hàng đi. Lắp vào đây. Chờ em chút xíu nha các chị ơi, cho chị thêm một màu nữa của bộ mẹ em ơi. Chờ em chút xíu nha các bác. Tiếp cho các chị một em nữa luôn này. Thật sự bao cho các chị mê mẩn luôn đấy. Em này lên A14 đúng không gì? A14 kèm giá 59.000 nhá. Áo em mặc này, nhớ cho em chữ này của em toàn bộ là chữ nhung nổi hết. Chống tụt còn cái size 38 mà chị Thanh Nhàn nhá. Chống tụt 78 cho chị Linh Chi Khởi một cái. Ok bác, chống tụt 78 mà chị Nguyễn Hùng một cái hết chưa em? Là hết luôn mã chống tụt đúng không? Cái này lên cho em là A14 kèm giá 59.000. Cái này từ 37, 38 cân đến 60 cân cho em. Cho hoa khác đi. Cái này là A14 đúng không? Nào A14 để lên cho chị em ơi. A14 59 5 cái cho chị Liên Ngọc này, đếm luôn cho chị Liên Ngọc 5 cái rồi đấy cho chị. Một cái cho Oan Oan này, một cái cho Hiếu Hà này, một cái cho chị Liên Phạm này. Chị Liên Phạm có luôn này. Chị Liên Ngọc có 5 chiếc rồi bác ơi. Hai cái Q86 cho bác Đào Mai kìa. A14 59 cho chị Nguyễn Tâm Chi Pu một cái, Phạm Hạnh một cái, Lan Anh một cái. Phạm Hạnh có, Lan Anh có, hai cái cho chị Liên Nguyễn, một cái cho chị Nguyễn Thảo. A14 cộng với Q99 size S ok chị Hoàng Lưu này. Thêm của chị Hoàng Lưu A14 kèm giá đây mà. Mai chốt nữa phải hỏi nhau. Chị nào đã cọc ở đây này gì này? 50 Nguyễn Thị gì đến 50.000. Ok. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em A14 kèm giá 59.000 cho em nhá. Cái này 59.000 quá đẹp luôn cho các chị, khách đã xả đơn một lần đừng lên comment nữa chị ơi. Quần em mặc để lát cho các bạn ấy kiểm tra đã. Quần em mặc là quần ngố tomboy nhá, để lát nữa cho kiểm tra còn bao nhiêu em lên hết. Nào cho chị bộ mẹ đấy, bộ mẹ này hôm qua còn shop đây này. Hôm qua các chị nhớ có 20 bộ mà các chị có một chị đòi lấy hết em không cho. Bộ này chất nó đẹp lắm luôn ấy, 45 cân đến 65 cân cho em ok. Lên cho em B2 kèm giá 60k. B2 kèm giá 60k chất đẹp kinh khủng luôn. Hôm qua có 20 bộ có chị đòi lấy hết em không cho mà. Đến cuối cùng hôm nay lại còn shop đây chục bộ đây này các chị này. A14 59 cho chị Nguyễn Dung một cái, cho chị Đượng Nguyễn một cái. Nguyễn Dung có, Đượng Nguyễn có luôn này. Cho chị Hồng Thơm một cái, Thảo Thanh một cái. Hồng Thơm có, Thảo Thanh có. Con này cái chữ của nó là toàn bộ bằng nhung nổi nên mặc mình cảm giác nó rất là sang luôn. Cho chị Hoàng Hoàng, Hành Hoàng một cái. Hành Hoàng có, cái này lên cho em là B2 kèm theo giá 60.000 nhá. Cho chị Hoàng Ngân một bộ, Ngọc Thiên Phúc một bộ. Dạ chị ơi, Q99 nó là gần, nó gọi là không phải là bò giấy VIP đâu. Nó gần như kiểu chất skinny ấy, đẹp lắm luôn, thô mềm ấy. B2 phải kèm cả giá. Hồng Vân A14 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. B2 cho chị Sinh Nguyễn một bộ, Nguyễn Tâm một bộ. Kèm giá 60k đi ạ, à, nhanh không hết hàng. Các bác kèm giá 60 cho em đi. Cho chị Hồng, ôi dồi ôi, B2 nhá. A14 cho chị Hoài Phương Huỳnh kìa. Q86 cho Trân Quang, ở Trân Quang Q86 là quần nam. Ngố nam. Lên cho em B2 60 cho nhân một bộ, nguyên chữ nhân không thôi. 60.000 cả bộ luôn à, chị Tuyết Nguyễn Tuyết một bộ. Hai bộ cuối cùng là hết nhá. Cho chị Thúy Ngoan một bộ. Thúy Ngoan một bộ này, em còn đúng một bộ cuối cùng là em hết, Trung Thắng một bộ hết luôn.
Ok, Trung Thắng có luôn, em hết luôn B2 rồi. B2 em giang hết hàng. Các chị ơi, cho con túi gì ơi. Túi cho chị cái túi túi chản nheo ngang đi em ạ. Đấy đúng rồi, đưa chị luôn. Con này đập hộp một con nha các chị nhá. Lên má này các chị em mình lên luôn cho em luôn. Túi xinh. Lên vào đây cho em túi xinh 120.000 luôn. Cái này em còn để cho khách 130.000, khách ôm bao nhiêu cái rồi cơ. Em để đây cho các chị 120.000. Lên vào đây cho em full nộp 120.000. Lên rõ cho em túi xinh 120. Túi xinh 120. Đấy các chị đập hộp cho em một hộp này. Một lượt túi này, hai lượt này. Toàn bộ con này các chị em mình mua 280.000 một cái. Nhìn của em đây các chị nhìn này. Toàn bộ em này là nổi nha các chị nhá. Trăm này của nó là nổi. 120.000. Đẹp kinh khủng đây các chị nhìn cho em bên trong này. Gài thẻ này. Để chứng minh thư này. Rồi là bằng xe máy các thứ ok này. Đấy, một ngăn giữa là ngăn kéo khóa này. Hai bên này, mỗi bên bên để một cục tiền 50 triệu. Nhà các bác ok cho em luôn. Để điện thoại, điện thiếp các thứ luôn. Đấy, nếu như các chị em mình cao giáo, các chị đeo chéo như thế này ok luôn. Đấy, còn nếu như không, các chị thấp thấp như em thường hay đeo kẹp nách. Là em hay vắt chéo dây như này này các chị này. Là em hay đeo kẹp nách, đeo đẹp dã man luôn con này luôn. Lên cho em túi xinh 120. Chị nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết, em không còn nhiều đâu. Bao cho các chị quá đẹp luôn. A1459 chị Nguyễn Thanh Vân. Nguyễn Thanh Vân đuôi 748. Nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn cho em đi chị ơi. Em này là full nộp nha các bác nhá. Eo ơi, thật sự với các chị luôn, con này quá đỉnh luôn cho các bác luôn này, da của nó này. Đúng là từng cái đường kim mũi chỉ, con này so với cái giá 120.000 rẻ bằng 1/2 giá các chị mua thanh lý. Cái này các chị em mình rẻ bằng 1/2 giá các chị em mình mua thanh lý luôn. Bao cho các bác quá đẹp luôn này. Lên rõ cho em là túi xinh 120 cho em nhá. Nói đây các chị nhìn cho em, eo đẹp dã man luôn trời ạ. Sợ luôn, nhìn con túi mê mẩn cho các chị luôn. Rồi túi xinh 120 cho em này, đừng hỏi quần em mặc đi các chị nhá. Đừng có hỏi quần em mặc. Chưa lên thì đừng có hỏi luôn các chị. Rồi túi xinh 120 cho chị Hoa Quả Hồng Lan một cái. Cho chị Minh Tuyết một cái. 120.000 một chiếc phụ nộp cho các chị luôn. Cho bác Trần Loan một chiếc. Cho chị Thu Thu một cái. Lên cho em là túi xinh 120 nhá, 120.000 cho các chị. Mua tặng mua làm quà cho nhau luôn. Cho chị Kiên Dịu Dịu Kiên một cái. Lên rõ cho em là túi xinh 120. Pha chị cốc nước em ơi. Cho chị được bớt bớt ngọt đấy nhá. Cho chị Hoàng Trang một cái. Thu Thu có rồi ạ. A1459.000 còn không? Cho chị không phụ thuộc một cái áo chị mặc đấy. Thuốc ngứa em hết hàng chị ơi. Thuốc ngứa em hết rồi, cho chị Hằng Lương một cái túi xinh này. Lên cho em túi xinh 120 nha các bác nhá. Số lượng nó không còn nhiều đâu, đáng ra 130. Cho chị Bảo Châu một cái. Hoàng Trang có rồi ạ. Chị nào chưa được các chị lên cho em túi xinh 120 cho em. Lên rõ cho em túi xinh 120 này. À, Hoàng Trang có rồi, chị Bảo Châu có rồi, em qua mã luôn nha các bác. Cho chị cho chị Tươi Vũ một cái này. Tươi Vũ có luôn, cho chị Trà My một cái này. Trà My có luôn. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em là túi xinh 120 cho em này. Cho chị cái áo nam màu xem chỗ kia cái màu xanh dương còn size gì lên chị một size vào đấy chị luôn. Cho chị Nguyễn Vui một cái này. Nguyễn Vui có luôn túi xinh 120. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là túi xinh 120. Vứt cho chị bộ mẹ đây luôn nhỉ. Lên nốt bộ mẹ hoa đỏ này lên luôn cho gọn luôn. Sữa rửa mặt với cả dung dịch các chị vào cái bài em đăng hồi chiều nay đi. Vào cái bài em đăng hồi chiều nay đi là đang được kèm quà tặng đấy. Cái đấy cứ để tí nữa chị chốt sau đấy nhá, bọn em không ấy đâu. Cái nào chị bảo Vi ra chưa? Rồi, còn chị nào lấy túi xinh nữa, các chị lên túi xinh mã bộ mẹ này còn 20 bộ, các chị chốt nhanh B mấy em ơi? B3 nhá, kèm theo giá 59.000 cho em. 45 cân đến 65 cân ok hết luôn này. Comment vào đây cho em B3 đúng không? B3 kèm giá 59k cho em luôn này. B3 kèm giá 59 cho em ạ. 59.000 cả bộ, còn có 20 bộ thôi. Bác nào mình nhanh tay thì mình được, mà chậm thì hết luôn. Các chị cũng phải thông cảm cho em nhá. Nếu hết thì các chị thông cảm. Comment vào đây cho em luôn, B3 kèm giá 59k. B3 kèm giá 59k cho em ạ. Nào để B3 lên cho chị em ơi. B3 59.000 một bộ, cho bác Hoàng Ngân một bộ này. Hai bộ cho bác Băng Băng này. Một bộ cho Bảo An Bảo Hân này. Đúng thật sự luôn các chị ạ.
uống cốc trà sữa hay là ăn vặt một cái là hết luôn. Nhưng mua tặng mẹ một bộ quần áo mặc cho em cả mấy năm. Bác Phạm Thơ 1 này, Nguyễn Tâm 1 này, Trần Thoa Thoa 1 này, Nhân 1 này, hai bộ cho Trung Thắng này, xem tin nhắn Trung Thắng hai bộ này, Hồng Thơm 1 bộ này, Thúy Nga 1 bộ này. Thúy Nga có luôn à, chị Phạm Thơm có rồi chị ơi. Lên cho em B3 kèm giá 59.000 cả bộ luôn. Chia ra mấy chục nghìn cái áo, mấy chục nghìn cái quần đâu. Hai bộ chị Thương Lê bấm cho thêm giá này. Thương Lê hai bộ này. Cho chị Trần Quang một bộ này. Trần Quang có luôn ạ. Còn chị nào chưa được nữa, em còn hai bộ nữa, em hết hàng luôn này. B ok, chị Thương Lê có hai bộ, cho chị Hà Nguyễn một bộ này, em còn một bộ nữa là hết nhá. Hà Nguyễn một, em còn một bộ nữa là em hết luôn ạ. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em. Cho chị Thanh Huyền một bộ là hết luôn B3, ok bác. Bác Thanh Huyền có luôn B3 là hết luôn hàng rồi, hết luôn B3. Hết B3 nha. Quần chị mặc còn bao nhiêu dồn hết vào chị đem ơi, ngố tomboy dồn hết rồi đi. Phân size ra thôi, không cần phân cạp nữa, chẳng còn có ít lên nốt. Cái này áo bé lên thì nó lên từng số một, từng số. Đây, 10 hình như từ nhấc cho chị cái áo bé hàng cao cấp này ra đi. Áo bé hàng cao cấp nhá. Cái hàng dở hơi này nó mới gọi là hiếm này. Em lên cho các chị em mình. B3 em dự bị chị chắc là thôi chả dự bị nữa. Cái này các chị chốt nhanh nha, áo bé hàng hiếm luôn các bác ơi. Lên từng số con này các chị em mình yên tâm luôn. Ui dồi ôi, đẹp lắm luôn. Chuẩn cho các chị em mình, hàng của Ngọc Phú Kít eo chất đẹp kinh khủng luôn đó các chị ạ. Ôi trời ơi. Đẹp lắm luôn đây, cái này các chị lên nhanh luôn cho em này. 30 cân đến 36 cân cho em ạ. Tối thiểu nhá, 30 đến 36 cân cho em đang mặc thoải mái luôn cho em. Comment vào đây cho em luôn là E1 kèm theo giá 85k. E1 kèm giá 85, ui dồi ôi, chất đẹp lắm luôn. Tối thiểu không thì từ 32 đến 36 cân cho em. Ui sao một chất nó đẹp kinh khủng này, mấy số đây mà. 85.000 đồng một cái, em bao luôn hàng này, các chị mua 180 đến 220.000 một cái cho các con mặc đi học luôn. Đẹp lắm luôn cho bé trai nhà các chị nhậu. Ui thật đấy. Em ơi sờ vào cái chất này mà mình không tin nổi luôn. Cái này có đúng là chị Phương bảo bán 85.000 hay là nhập vào 85.000 đấy. Ôi tôi chết rồi. Cái này như là hàng không biết được hay là hàng 9599 chả biết nữa. Chất đẹp kinh khủng luôn các chị ơi. Lên cho em là E1 kèm theo giá 85.000. Cho chị Phương Huệ một cái, cho chị Nguyễn Tâm một cái. Phương Huệ có, Nguyễn Tâm có, chống tụt còn size 38. Chống tụt bác ơi em cứ bấm vào đấy, còn size 38 các bạn ấy chốt cho chị nhá. Chị Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hoan nhá. Rồi hai cái cho Thảo Ngọc này, một cái cho chị Tùng Ero này, 85.000 một cái á. Cho Nhân gọi luôn một cái này. Nhân nhắn tin luôn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn đi chị ơi. Rồi em còn hai cái là hết 85.000 một cái nhá. Mã cho em là E1 kèm giá 85k. Cái này từ 30 cân đến 36 cân thoải mái. Cho chị Tạ Ngoan một cái. Tạ Ngoan có luôn này. Cho chị Thu Tình một cái, Nhung Trương một cái, hết hàng. Đưa chị tiếp lại một. Cái này lên comment vào đây cho em là E2 cũng kèm giá 85.000. E1 hết hàng rồi. Ui nó đẹp kinh khủng. E2 từ 37 cân đến 45 cân cho em ạ. Từ 37 đến 45 cân cho em nhá con nhà các chị. Em đăng lên để cho bé nhà các chị đấy. Từ 37 đến 45 cân này. Hàng này là siêu hiếm luôn. Chuẩn của Ngọc Phú Kít, chuyên xuất dư nha các chị nhá. Hàng này các chị, nếu như chuẩn của Ngọc Phú Kít như này không bao giờ các chị mua được giá tiền chục luôn. E1 em hết hàng, lên cho em là E2 đi, từ 37 đến 45 cân cho em này. Em ơi sao mà chất này. Từ tối thiểu từ 37 đến 45 cân vào đây cho em ạ. E2 kèm theo giá 85.000. E2 kèm giá 85 cho em nhá. E2 cho chị Nương Nương một cái. Túi này là mã túi sinh 120 ạ, 120.000 phụ nộp. E2 hai cái cho Thảo Ngọc. Thảo Ngọc xem tin nhắn của Thảo Ngọc luôn nhá. E2 85 cho chị Dung Dương một cái. Dung Dương có luôn, cho chị Trần Tươi một cái. Q99 xe S cho chị Huy Yến nhá. E2 85 cho chị Thúy Phạm một cái. Em còn một cái E2 85 nữa là em hết. Ui chất đẹp lắm luôn, không phải là vừa đâu. E2 85 cho chị Nguyễn Thị Hà Hà hết luôn. Rồi em hết luôn không còn. Tiếp cho em này, E3 cũng kèm giá 85.000 cho em ạ. E3 từ trên 45 cân đến 50 cân cho em. Từ trên 45 đến 50 cân cho em ạ. Lên cho em là E3 kèm giá 85. Ôi trời ơi. Hàng này có mờ mờ. Chắc là chị nhầm rồi đấy. Cái này không phải giá bán 85 đâu. Đúng không? Cái chất của nó, cái chất này không phải chất của hàng bán 85 luôn ấy. Chị sợ hàng 99. Từ trên 45 đến 50 cân cho em đây, đang thoải mái nhá các chị nhá. Ui dồi ôi đẹp lắm. Các chị mua cho con, các chị mặc thì đúng là thôi rồi luôn, 85.000. E3 cho em ạ, E2 em hết rồi. E2 em hết rồi. Rồi E3 85 cho chị Ngọc Trinh một cái này.
Lên cho em là E3. Ô, cô lên cho con là túi xinh đi cô Như Quỳnh ơi. Lên cho con là túi xinh 120 vào đấy. E385 mà chị Đỗ Vân một cái. Cho chị Say Đức Nguyên một cái. Béo bụng mặc cho em thoải mái. Chị ơi, từ trên 45 đến 50 cân. Em đang tư vấn này là mặc quá thoải mái luôn đấy ạ. Cái này như bản thân em mặc vào vẫn đang rộng rãi thoải mái em 50 cân nhá. Nên các chị yên tâm. E385 hai cái cho chị Mai Trịnh này. Một cái cho chị Hoàng Hải Lý. Một cái cho Hương Minh Nguyên. Hương Minh Nguyên một. Em còn một cái E385 nữa. E385 mà chị Luyên Nguyễn một cái hết hàng. Tiếp lên cho em là E4 từ trên 50 cân đến 55 cân cho em. Em này từ trên 50 đến 55 cân cho em nhá các chị nhá. Cái này từ trên 50 đến 55 thoải mái luôn cho các con. Ôi trời ơi, chết rồi, con này bán 85 nghìn chắc chắn là nhầm giá thôi. Kệ đã bán rồi thì cứ theo đây mai xem chị Phương bảo như thế nào thôi. Chất đẹp kinh khủng luôn. E4 đúng không? E4 kèm giá 85k cho em này. Cái này là từ trên 50 đến 55 cân cho em ạ. Ôi, nó đẹp. Hàng này thì em nói thật, hàng này làm sao có chuyện mua giá 85 nghìn đâu ạ. Em bao các chị em mình hết giá luôn. Ok, túi xinh cho cô Như Quỳnh. E4 cho em các chị ơi. E4, không còn E2, E3 gì đâu nha các chị nhá. 48 cân gì muốn mặc E2 vẫn mặc được hết. Kể cả 48 cân mà đã chốt E2 rồi vẫn mặc được hết luôn cho em này. Cái này lên cho em E4 luôn. E4 kèm theo giá 85 nghìn cho em. Ui dồi ôi, đẹp kinh khủng luôn. Cái này là trên 50 cân, từ 51 đến 55, 56 cân cho em vẫn mặc ok. Đẹp lắm luôn, các chị mua cho con, các chị mặc đi học nhá. Thật sự luôn là mê mẩn luôn cho các chị luôn ấy. Mà hàng này thì cực kỳ là hiếm rồi. Không phải lúc nào nó cũng sẵn luôn cho các chị em mình được đâu. Cái này là của Phương, hàng đặt hàng độc quyền đấy. Nhưng mà em Phương em không có hàng để em bán cho các chị em mình thôi. E485 mà chị Trịnh Thùy Dương một cái. Lên rõ cho em là E4 kèm giá 85.000 cho em. Cho Thảo Ngọc một cái. Thảo Ngọc có luôn này. Cho chị Hoàng Kiều một cái. Ui chất đẹp lắm. Hoàng Kiều có hàng này các chị em mình mua toàn bộ tiền trăm chứ không bao giờ có giá tiền chục như này đâu. 85.000 cho các chị. Cho chị Quyên Hoàng một cái. Quyên Hoàng có, cho chị Nguyễn Thị Thu một cái. Nguyễn Thị Thu có luôn, lên cho em E4 kèm giá 85k, 3 cái nữa hết hàng. Các chị cốc. Khát quá. Ngon quá. Lên E3 không còn hàng, đừng lên E3 nữa. Các chị ơi, E4 cho em kèm giá 85.000, đẹp kinh khủng luôn. Đẹp quá. Cho chị Ngọc Bảo có luôn một cái. À, Ngọc Đào một cái này. Ngọc Đào có luôn, em còn 2 chiếc nữa hết hàng. Lên cho em E4 85 cho em nhá. Con chị 58 chị bấm nhầm E3 rồi. Thế thì mặc làm sao ở chị Hoàng Hải Lý. Em đã tư vấn như thế rồi. Nào gì ơi, để đây cho con nhớ. E4 còn chị nào chưa được nó lên cho em E4 cho em này. Nó cái này có chị nhìn cho em này. E5 kèm giá 85k cho em nhá. E4 85 mà chị Phạm Thị Nga kìa. Cái này từ 56 cân đến tầm độ 62 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Phạm Thị Nga có rồi. Em này đến 62 cân, 62 cân vẫn mặc cho em ok luôn. Các chị mua cho con này. Trên 55 cân đến cho luôn chị Dược Sĩ Thu Nga cái E3 đấy luôn của chị nào đấy đi nhá. Hoàng Hải Lý bỏ cái đấy ra nhá, cho chị Dược Sĩ Thu Nga. Ok, chị Dược Sĩ Thu Nga đẹp chưa? Trên 55 cân đến 62, 63 cân cho em vẫn mặc ok luôn, đẹp lắm luôn. Đấy, comment vào đây cho em luôn là E4 kèm theo giá tá quên, E5 kèm giá 85. E5 giá 85 cho Thảo Ngọc một cái. E5 giá 85 chị Đào Mai một cái, chị chuyển khoản ok bác này. Nhưng cái này các chị em mình mua cho em toàn là 160-170 một cái thôi. Không có giá này được cho các chị. Mà chả có ai bán live stream hàng này luôn, em nói thật luôn. Cho chị Ngọc Trinh một cái. Ngọc Trinh này nhắm chưa? Kiểm tra tin nhắn Ngọc Trinh đi, cho cọc đi. Cho chị Hoàng Hải Lý một cái, cho chị Hồng Việt một cái. Em còn hai cái, ba cái nữa hết hàng. Lên cho em E5 kèm giá 85. Em nói thật luôn là không bao giờ có cái này xuất hiện trên live của ai đâu. Trừ mỗi nhà Phương bán dòng này ra thôi. Còn đâu chủ yếu dòng này người ta toàn bán siêu thị với bán shop thôi. Cho chị Phạm Thơm một cái, cho chị Thúy Nguyễn một cái. Phạm Thơm có, Thúy Nguyễn có. Lên cho em E5 kèm giá 85, em còn một cái cuối cùng hết cho cô Như Quỳnh một cái hết mà. Rồi em hết sạch luôn, em không còn E5 đâu, hết sạch các chị ơi, không còn. 85.000 một cái đấy quá rẻ. Em lên quần đây mà các chị chốt nhanh cho em là Q85 kèm theo size. Còn đủ size không em? Cặp em mặc thì em nói luôn, cặp em mặc là gần như hết rồi. Cặp em mặc là em lên hôm trước đây, chị em nào mình lấy mình lên cho em Q85 kèm size S, M, L, XL. 38 đến 47 cân mặc S, từ trên 47 đến 51 cân mặc M, trên 51 đến 55, 56 cân mặc L, từ trên 56 đến 63 cân mặc XL. Mã cho em là Q85 kèm theo size. Giá là 85.000 đồng một cái nha các chị nhá. Chưa có mã Q85 ở đâu đúng không? Chất thì em nói luôn, của em chuẩn mì Hàn mắc nâu.
nên các chị không cần phải lăn tăn gì hết luôn. Đấy, nó có mấy cảm khác nhau, em cho dồn hết vào một luôn cho các chị. Lên giúp em Q85 kèm size SML, XL kèm theo số lượng nữa. Không còn nhiều đâu, tất tần tật đây rồi hả em? Ngoài kia còn nữa. Còn nữa, nhấc hết luôn vào cho chị luôn nhá. Cho chị cái cặp vừa nhấc vào đấy luôn. Eo đẹp kinh khủng luôn đấy, cặp đấy thì chị lại để cái chị mặc luôn. Cặp này là em lại phải để cái em mặc, em thích cái cặp nâu này lắm. Q85 kèm size SML, XL cho em ạ. Đây em lại phải để một cái cặp này để em mặc được. Trời ơi các chị ơi, mê mẩn luôn cho các bác luôn, đẹp lắm. Hai cái là hai cái cặp khác nhau cho các chị được. Đấy, hai cái size L cho chị Bảo Bình, S cho chị Nguyễn Ngàn, L cho chị Hoàng Ngân, L cho chị Ánh Giang, L cho Dược sĩ Thu Nga, XL cho chị Nga Thanh. Ba cái size L cho chị Hằng Hà, L cho chị Trần Tươi. Hai cái size M cho chị Nhung Đoàn, Nhung Đoàn 2M, 2M cho chị Dung Bùi, Dung Bùi M, L cho chị Hương Phạm, L cho Thúy Ngoan. Hai cái size M cho chị Hà Nguyễn. Chị bảo nhấc hết vào không nhấc. Hà Nguyễn 2M nhặt chưa? Hai cái size L cho chị Lan Anh, một cái XL cho Nguyễn Hồng Hạnh, XL cho Thu Thu, XL cho Hà Thu. Lan Anh có 2L rồi mình ơi, Q85 kèm size cho em ạ. À, kèm size kèm số lượng, XL một cái cho chị Thanh Huyền, M cho Vi Tranh, M cho Hồng Tài, Hồng Tài. Hai cái XL cho Trung Thắng, Bảo Bình có rồi, L cho Nguyễn Vui. Hai cái XL cho Hoa Sinh, M cho Đỗ Vân. Hai cái size M chị Thu Tình. Hai cái S Ngọc Trinh, nhắn tin luôn địa chỉ điện thoại và tin nhắn và chuyển khoản cộng 100.000 cho em ạ. À, em nhắc lại nha Ngọc Trinh ơi. L cho chị Nguyễn Thị Thu. Hai cái S cho chị Tâm Nguyễn. Vi Tranh có rồi, hai XL cho Thảo Ngọc. Hai cái XL cho Thảo Ngọc, XL cho Hoàng Kiều. Hai cái S cho chị Loan Dương, XL cho chị Mai Trịnh, S cho chị Nga Trương. Hai cái size M cho Trịnh Tuy, L cho Tùng Euro. Nguyễn Tâm có M rồi, S cho Vi Hương, L cho Nguyễn Dung. Lan Anh có rồi mình ơi. Hai cái M cho chị Nhữ Thắm, Nhung Bùi có rồi, M cho chị Linh Gấu, M cho Bảo Ngọc Đỗ. Thêm cái M nữa cho Vi Tranh là 2M. Nhung Đoàn có rồi, XL cho Phạm Việt Hà, S cho chị Nguyễn Thanh Vân. Hai cái L cho Trịnh Thùy Dương, hai cái M cho Mai Dương. Ok chị Dung Bùi chuyển khoản ok bác nhá. L cho chị Phong Nguyễn, Tâm Nguyễn có rồi, L cho Hà Nguyễn. Một cái XL cho Hộp Thư Mật, XL cho chị Hằng Triệu. Ok bác Bảo Bình chuyển khoản, XL cho Nguyễn Thủy. Một L, một XL cho Hồ Ngọc. Thêm cái M nữa cho chị Đỗ Vân là 2M. Vi Hương có S rồi, hai cái size M cho chị Lê Hải. Hai cái size L cho chị Minh Cường, Nguyên Trang. Thêm một cái size S cho Trung Thắng. Nghèo đẹp dã man luôn quần này. Thật sự luôn chị Đỗ Vân là có hai cái size M rồi. Mặc đã đời luôn cho các chị luôn nhá. Chuẩn mị Hàn, mặc sướng lắm luôn ạ. 85.000 một cái, chuẩn ngố tôm bơi loại 1, không phải là hàng loại 2, loại 3. Rồi, ok chị Trịnh Thùy Dương chuyển khoản. Hai cái XL cho chị Thơm Nguyễn, chị Lê Hải cũng chuyển khoản kìa. Size M cho chị Luyên Nguyễn một cái. Còn chị nào chưa được nữa không ạ? Chuẩn bị hết hàng các chị ơi. Đẹp kinh khủng luôn. Hai cái size L cho chị Sen Đá, S cho chị Hoan Nguyễn. Chị Minh Cường, Nguyên Trang có rồi chị ơi. Chị nào chưa được nữa, XL cho cô Như Quỳnh. Sữa rửa mặt và dung dịch vệ sinh thì vào cho em cái bài em đăng chiều nay đi, đang được khuyến mãi trên bài đăng đấy đấy chị. Chất đẹp này, mặc thích lắm. Em cảm ơn chị Hồng Vân. Ok chị Liên Nguyễn cũng chuyển khoản này. Bác nào chưa được nữa lên cho em Q85 kèm size kèm số lượng em qua mã đây. Quá đỉnh luôn cho các chị luôn ý. Thêm một cái M nữa cho Bảo Ngọc Đỗ. Ok chị Lan Anh cũng chuyển khoản kìa. Bác nào chưa được các bác lên comment cho em đi, để em qua mã cho các chị em mình luôn này. Chị Hoan Nguyễn cũng chuyển khoản kìa. Các chị mà mua, các chị em mình mua cái kia là em đang để trên bài đăng em khuyến mãi nhá. Thì các chị vào bài đăng đấy các chị mua. Và cái trên cái bài đăng đấy là em không dồn đâu, chỉ cần vào fanpage này này. Các chị vào trong fanpage xong các chị em mình kéo xuống để các chị xem cho em này. Đây các chị kéo xuống nhé, em đang like trên một fanpage này. Các chị kéo xuống cái bài đăng hồi chiều đây này, đấy, đang rất là nhiều chị comment rồi. Kéo cái bài đăng này em đang tri ân này. 189.000 được một sữa rửa mặt cộng một dung dịch vệ sinh miễn ship nhá. Và các chị đặt hàng trên cái bài đăng đấy em tặng kèm một cái áo làm mát luôn ạ. Nên các chị em mình vào bài đăng đấy các chị đặt hàng cho em nhá. Còn nếu như các chị mua trên này thì sữa rửa mặt vẫn là 160, cộng với dung dịch vệ sinh là 55.000, không miễn ship đâu. Tức là 60, 160 cộng với 55 đã là 215 cộng 30.000 là 245.000 rồi. Đặt ở trên bài đăng đấy là được cái giá 189.000. Em còn tặng thêm một cái áo nữa, là vì em đang chạy chương trình khuyến mãi.
ở trên cái bài đăng đấy, nên các chị vào đấy cho em nhé. Q85 sẽ S cho chị Nguyễn Sinh, S cho chị Thúy Nguyễn, L cho chị Bích Hiền, S cho chị Linh Chi Khởi, S cho chị Lê Hương. Ok, chị Sen Đá chuyển khoản kìa. M cho chị Phương Huệ. Em còn kem ngày kem đêm còn mấy em nhỉ? Hai cái size S cho chị Trung Đỗ. Ok, chị Vi Tranh cũng chuyển khoản kìa. Q85 là 85.000 chuẩn mì Hàn cao cấp cho các chị em mình. Của em chuẩn mì Hàn. Nguyễn Ngàn là có S rồi chị ơi. Trung Đỗ có rồi bác nhá. Cái đấy cứ để chị chốt rồi em nhé. Xong đến lúc bọn em chỉ được đóng. Các chị cứ vào bài đăng đấy, các chị lên comment là CB189 kèm quà tặng là được. Lát nữa em dừng like, em sẽ nằm chốt và cho nhân viên chốt. Hai cái XL cho chị Ly Phẩy kìa. Ok, chị Ly Phẩy có Q85 hai cái XL. Lúc nãy có mấy người một chốt đọc rồi, cái đấy là nhắn lên trên nhóm để cho cô còn đóng đơn em nhé. Chị Trung Thắng cũng chuyển khoản được. Cho các chị em mình tiếp này. Cái gì? Vâng. Nhiều má quá mà chưa biết lên cái gì tiếp cho các chị em mình nữa đây. Đến giờ này nó đã đuối nhũn hết cả người rồi. Các chị vào các chị chia sẻ lên cho em, đi lên thêm cho các chị em mình này. À, sơ mi này, vứt đi sơ mi này cho một các chị em mình lên luôn cho em A75 nhá. Lên luôn cho em là A75, không so sánh giá, không lại bảo chị lấy của em 20 cái em toàn nhân 78. Kem chống nắng em còn, kem chống nắng là 160.000, là kem chống nắng của Hàn, đang được tặng kèm thêm một tuyết nhỏ đi kèm đấy. Cái này 40 cân đến 60 cân cho em nhé, nó là sơ mi thô mềm. Comment vào đây cho em luôn là A75 luôn đi. Cái này có đã có những chị lấy 20 cái, 30 cái em toàn nhân 78.000 hết đấy. Q85 hai cái size S cho chị Cùi Bắp Yêu Anh kìa. Hai cái size M cho chị Sinh Hoa kìa. Áo em mặc là A bao nhiêu nhỉ? A14. Áo em mặc là A14. A14 kèm giá 59.000 là áo em mặc đấy. Ok, chị Hồng Thơm cũng chuyển khoản, lăn lách có hàng rồi đấy chị ơi. Ok, Cùi Bắp Yêu Anh có Q85 hai cái S rồi. Cái này thì các chị này, nếu như các chị em mình mà mặc đi ngoài đường thì mình cứ để nguyên tay như thế này luôn. Đúng không ạ? Vừa chống nắng luôn cho các chị luôn, đến cơ quan đó các chị em mình. Còn các chị đi học thì đến lớp đến trường rồi các bạn ấy mới bắt đầu là săn tay áo lên nhìn rất đẹp luôn. 75.000 một cái chất thô mềm. Q85M dự bị Hồng Vân một cái. A14 phải kèm cho em cả giá đi chị Lê Hải ơi. Cái này lên giúp em là A75 nhá. A14 kèm giá cho em 59.000, không kèm giá lại chốt 75.000 như hôm trước đấy. A14 phải kèm giúp em cả giá lên là 59.000 nhá. Hết chưa em? Còn đúng không? A75 Q85 A14 là chị Trung Đỗ kìa. A14 là chị Hà Nguyễn kìa, hết chưa? Chị Trung Đỗ, chị Hà Nguyễn. Chị Lê Hải có rồi, A14 kèm giá cho em ạ. À. E4 em hết rồi, E4 không còn. A14 58 cân vẫn đang mặc thoải mái chị Hồ Ngọc ơi. A14 59 cho chị Vi Tranh kìa. Rồi em còn một cái A14 là hết, cái này lên cho em là A75 nhá. Em bán cho các chị 75.000. Đây là sơ mi thô mềm cho các chị luôn, chất đẹp lắm luôn này. Q85S chị Nguyễn Ngàn vừa nãy đọc rồi. A14 là chị Ngọc Đào hết luôn đúng không? Ừ ok. A14 dự bị chị Hồng Việt nữa. Em hết luôn A14 nha các bác. Rồi em hết A14 rồi đấy. Cái này lên cho em là A75. Này em ơi gấp phải chị luôn. A14 áo em mặc là đã hết nha các chị nhá. Hết. Chờ em chút xíu này, chuyển sang cho các chị một mã nữa này. Cho chị cái áo cổ bẻ đi em ơi. Đen với xanh với trắng này mang đốt ra chị bán đốt cho các chị, mua cho con các chị. Cổ bẻ mà như sâu mặc đấy, 25 cân đến 45 cân đấy. 25 đến 45, 50 cân vẫn mặc được. Có một mã áo này đẹp lắm. Đợi em mặc lát rồi em lên sau cho các chị nhé. Đẹp lắm luôn, em này thì siêu đẹp luôn này. Lát lên cho các chị à, đổi giúp chị S với ok kìa. Cho gì ơi vào đồ của Đỗ Vân ấy.
vào comment thầy đổi thành hai cái size S đi. Đỗ Vân. A14 em hết hàng rồi các chị ơi. Đẹp nhở. Ui dồi, tôi chết rồi con áo này. Bảo sao Hảo nó để lại mấy cái nó mặc liền. A14 em hết hàng rồi đấy các bác ơi, không còn A14 nữa đâu ạ. Hết A14 rồi. Nào cho chị cái áo đấy để bán cho các chị mua cho con luôn này. Cái này các chị em mình mua cho con nhá. 25 cân đến 45 cân thoải mái hết luôn cho em. Bản chất nó là áo lên đủ màu luôn đó chị. Bản chất nó là áo crop top. Người lớn mình vẫn mặc được áo crop top của người lớn. Nhưng cái này các chị có thể mua cho con. Nhà em con với cháu nhà em mặc đẹp lắm luôn. Cái này các chị chốt giúp em là A59 kèm màu. Em bán tặng 59.000 chuẩn chất zip đẹp kinh khủng luôn. A59 kèm theo màu xanh này, màu đen này, màu vàng em còn 2 cái, màu da em còn 2 cái thôi. Với màu trắng nữa chị đem không kìa. Trắng tay em kìa. Trắng kia khác à? Comment vào đấy cho em luôn là A59 kèm theo màu luôn cho em nhá các chị nhá. Quần em mặc là Q85 kèm size S, M, L, XL, mấy cạp khác nhau ấy. Hai cái thì hai cạp đó là quần ngố. Đấy, 25 cân đến 45 cân mặc cho em ok hết, to hơn mà muốn bon chen hay các chị muốn bon chen thành áo crop top. Như nhà em, hai chị em nhà em như cái Thảo nó mặc đi tập đẹp lắm luôn. A75 chị Nguyễn Thủy sơ mi kìa. Cái này chốt cho em A59 kèm màu nhá. A59 màu trắng này, màu vàng này, màu đen này, màu da này và màu xanh. Nó còn có vài cái thôi là hết, các chị lên A59 kèm màu. A59 xanh vàng da cho chị Lê Hương này. Xanh vàng và da cho chị Lê Hương này. Màu xanh với màu trắng là chị Nguyễn Sinh này. Xanh đen trắng là chị Thu Tình này. A59 kèm màu nhanh không hết các chị ơi, em nói luôn. Nhắn tin trên Facebook chị Đặng Tươi ơi, chị cứ comment vào đấy. Cái combo 189 đến lát nữa dừng like, đích thân em là người nhắn tin chốt và em cho nhân viên đóng luôn. Nên các chị cứ comment vào đấy, giờ em đang like là không chốt được đâu. Màu xanh là chị Thu Hương một cái, xanh cho Hoàng Kiều một cái. Nhá bác Đặng Tươi nhá, cứ comment vào đấy, chắc phải còn tầm khoảng mấy chục chị comment ở trên cái bài đăng đấy là em chưa chốt đến đâu. Xanh cho chị Nguyễn Thị Hoan một cái. Hai cái màu đen cho chị Hằng Hà. Hai cái màu đen chị Hằng Hà. Xanh vàng và da cho chị Hiền Hoàng, hết luôn màu vàng này. Xanh vàng da cho Hiền Hoàng. Em hết luôn màu da, hết luôn màu vàng ạ. Em còn mỗi màu đen với màu trắng, màu xanh đâu, đen trắng xanh. A59 kèm màu cho em đen trắng xanh. Trời ơi bạn sâu nhà em mặc đẹp lắm. Q8T là cái gì nhỉ, heo mập nhỉ. Comment vào đấy cho em luôn là A59 kèm theo màu đen, màu trắng với màu xanh nữa thôi là hết hàng nhá các chị nhá. Eo ơi cái này bán chạy kinh khủng luôn các chị ạ. Bán được nhiều lắm lắm luôn ý. Mà các chị qua các chị cũng lấy toàn 4 cái 5 cái một thôi, cho con các chị mặc thôi. Qua lấy đơn của mẹ nhưng mà lại Giang ơi còn cái áo này không. Thế là nhân viên nhà em lại nhặt toàn 4 5 cái một thôi. Màu đen cho chị Ngọc Trinh kìa. Comment cho em là A59 59.000 một cái kèm màu cho em ạ. Em còn đen trắng và xanh nha các bác. Heo mập Q85 chị phải kèm size chứ. Chị không kèm size thì em chịu thôi chị ạ. Không kèm size là không lên đơn được nhá chị nhá. Giờ còn chị nào mình chưa được nữa là mình lên vào đấy cho em A59 kèm theo màu. A59 màu đen cho chị Ly Phẩy. Ok chị Ly Phẩy có luôn màu đen cho chị cái kéo cắt cho chị cái chị thường. Màu đen cho chị Thúy Nga kìa. Ok chị Thúy Nga có luôn đen này. Còn bác nào chưa được nữa các bác lên comment vào đấy cho em nhá. Chị Nguyễn Hồng Hợp. Đơn lâu quá chưa nhận được, mai gọi hộ em số 838 cho các bạn để kiểm tra tin nhắn cho các chị em mình nhé. A59 màu trắng là chị Hương Lê. A59 màu đen là chị Phong Nguyễn. Áo em mặc là cúc giả chị ơi, cúc khâu tay để nó không lộ ngực đấy chị. Áo chị mặc lấy luôn cho chị màu luôn em ơi. Lên luôn cho chị kèm màu luôn. Q85 hai cái XL cho chị heo mập em ơi. Ok bác heo mập. Áo em mặc các chị lên comment luôn cho em nhá. Này là mới bán 78.000 đấy đúng không? 69.000 kèm màu luôn cho em. Lên cho em 69k kèm màu luôn. 69k kèm theo màu đen này, màu hồng này, màu vàng này, màu da này, màu trắng này em phải không? Cái này từ 40 cân đến 63 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Túi xinh 120 cho chị Hương Lê kìa. Em không còn sen nhỏ đâu, em dừng bán sen nhỏ năm hơn năm nay rồi chị. Làm gì còn sen nhỏ nữa mà mua sen nhỏ, chị sen nhỏ sen to đều dừng rồi. Sen to các chị sang bên Phương bên Thảo chắc còn. Cái này lên cho em 69 kèm 69 trắng này.
69 da, 69 vàng, 69 hồng và 69 đen ạ. Q85 hai cái size M, ok chị Kim Trần nhá. Rồi là hết luôn M. Cái này lên comment ở đây cho em luôn là 69 kèm màu luôn cho em ạ. Áo này mặc thích lắm. Em chẳng biết các bác nào cho em thích mặc những cái dòng này cực luôn ấy. Giờ em mix đồ. Comment vào đấy cho em 69 kèm theo màu cho em nhá các chị nhá. 69 kèm màu cho em ạ. 69 đủ màu cho Nguyễn Thảo kìa. 69 kèm theo đen này. Đen em mang đang mặc này, màu trắng này, màu hồng này, màu vàng này và màu da. A59 này, cái màu trắng là chị Thu Tình mà A59. 69 trắng là chị Thanh Thanh này. Áo em đang mặc lên cho em 69 kèm màu các chị ơi. 69 đen cho chị Nguyễn Ngàn này. 69 da cho chị Hồng Vân này. 69 da chị Hồng Vân có. Em đang mặc là màu đen đây các bác. 69 đen vàng cho chị Cùi Bắp Yêu Anh này. 69 màu đen cho chị Nguyễn Thanh Nguyên này. 69 xanh A59 xanh với đen cho chị Luyên Nguyễn. Ok bác Luyên. Đen và hồng cho chị Hành Hoàng mà A69. Hồng vàng cho chị Hồng. Hồng vàng cho chị Hà Nguyễn này. Màu đen cho chị Hộp Thư Mật này. 69 đen cho chị Liên này. 69 hồng cho Nguyễn Thị Hà Hà này. 69 vàng cho Hồng Thơm này. Cùi Bắp Yêu Anh có rồi, lên luôn cho em 69 kèm màu thôi. Mã này là 69 kèm màu cho em là ok nha các bác nhá. Em đang mặc là màu đen, đây là màu da này, màu vàng, màu hồng và màu trắng. Màu da cho Ngọc Trinh. Nguyễn Thị Hà Hà có rồi, 69 kèm màu luôn các bác, con này mặc quá đẹp luôn. Mê mẩn cho các chị. A59 xanh với trắng là chị Đỗ Hồng, áo của bẻ vừa nãy. Kem ngày và kem đêm cho chị Liên. Ok, chị Liên có kem ngày, kem đêm luôn này. Rồi còn bác nào mình chưa được nữa mình lên cho em 69 kèm màu nhá. 69 kèm màu để em qua mã. 69 đen và trắng cho bác Lam Nguyễn, 40 cân đến 63 cân thoải mái chị ơi. 40 cân đến 63 cân cho em vẫn mặc thoải mái em mà 69 này nhá. 69.000 một cái cho các bác luôn đấy. Kem ngày còn mấy cân, đêm còn mấy đấy? 5-6 cân đêm còn mấy. Này đẹp lắm các chị ơi. 69 màu da cho chị Minh Cường Uyên Trang này. 69 đen cộng Q85XL cho bác Hảo Vũ này. Dạ chị ơi, mua cả kem ngày cả kem đêm có được miễn ship nhá. 69 màu A59 chị Đỗ Hồng có rồi. Còn cái dây buộc tóc nhỏ đấy không anh? Còn nếu như còn set đấy thì vẫn tặng cho chị kia. 69 A59 thêm màu trắng cho chị Liên Nguyễn mã A59. Bác Liên ơi, mua kem ngày kem đêm vẫn được miễn ship đấy bác. Lấy cả kem ngày cả kem đêm vẫn được miễn ship. Bộ mẹ này các chị chốt nhanh này, bê mấy em ơi. Bộ đẹp dã man luôn, chưa bao giờ được bán lẻ bộ này luôn. B7 à? B4. Lên cho em B4 kèm giá 59.000 nhá. 40 cân đến 65 cân ok hết. 45 cân đến 65 cân thì mặc đẹp. Nhưng có cái 40-42 cân mặc nó hơi rộng tí nhưng vẫn thoải mái, chả vấn đề gì cả. Comment vào đây cho em luôn này, B4 à? B4 kèm theo giá 59.000. Bộ này em định không bán lẻ đâu vì khách dặn bộ mẹ nhiều lắm. Nhưng mà có cái còn ít lên nốt cho các chị luôn. Lên cho em là B4 kèm giá 59.000. Quần nó là quần qua đầu gối nhá. Ui chất đẹp dã man luôn, để cho chị B4 lên đây em ơi. Rồi B4 giá 59 cho chị Duyệt Hằng một bộ này. Cho Liên một bộ này. Cho chị Kỳ Ngân Quân Phạm một bộ này. Bác Sinh Nguyễn một bộ, Trần Tươi một bộ, Thúy Ngoan một bộ này. Thúy Ngoan có, cho chị Phong Nguyễn một bộ, Nguyễn Thảo một bộ này. Nguyễn Thảo có, chị Thương Lê kèm giá cho em chị Thương Lê hai bộ này. Phạm Quyết một bộ, Hương Hiếu một bộ này. Cho chị Uyên Thư Minh Khôi một này. Sinh Nguyễn có rồi, Phạm Thơm có rồi, Dung Văn một bộ này. Dung Văn có luôn, cho chị Ngọc Tường Vi một bộ này. Cho chị Nguyễn Tâm một bộ này. Ok bác Thương Lê còn kèm. Chị Vũ Ngọc Anh kèm giá cho em chị Vũ Ngọc Anh ơi. Phạm Quyết có bộ, Ngọc Trinh có một bộ luôn này. Cho chị Hộp Thư Mật một bộ, em còn một bộ nữa em hết này. Cho chị Phạm Lan Ánh một bộ này. Dự bị Hà Nguyễn một bộ hết hàng. B4 59.000 em hết luôn rồi, không còn rồi. Cho chị luôn cái bộ hoa vàng nhí, hoa vàng nhí. Hết luôn B4 nhá. Màu này lên cho em là B5 cũng kèm giá 59.000 nốt. B5 cũng kèm giá 59.000 cho em luôn này. Ui đẹp thế nhỉ. Ôi trời đất ơi, bộ này đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. B5 cũng kèm giá 59.000 cả bộ luôn cho em này. Có nhiều không em? Có mỗi bằng này thôi. Lên cho em là B5 kèm giá 59.000 nhá. Chà, bao giờ bộ này đẹp gấp vạn lần bộ lanh các chị ơi. B4 em hết mất rồi, lên B5 đi ạ.
lên cho em B5 kèm giá 59 đi các bác, B4 không còn đâu. Giờ này các bác mới comment B4 chậm tay rồi. B5 59 cho chị Hương Hiếu 1, cho chị Uyên Tư Minh Khôi 1, Sinh Nguyễn 1 bộ, Hoàng Anh 1 bộ, Hoàng Anh thêm giá con nữa. Trung Đỗ 1 bộ, Vũ Ngọc Anh 1 bộ. Uyên Tư Minh Khôi có rồi ạ, vừa bấm. B5 59 cho Phạm Quyết 1 bộ, Phong Nguyễn 1 bộ. Chị Sinh Nguyễn có rồi ạ. Chị nào chưa được lên cho em B5 59 cho Thúy Nga 1 bộ, Nguyễn Thủy 1 bộ. Thúy Nga có, Nguyễn Thủy có luôn này. Theo ơi 59.000 thôi các bác. Kèm giá nhá, bác Dung Nguyễn 1 bộ, Thương Lê 1 bộ, Kỳ Ngân Quân Phạm 1 bộ, Đỗ Hồng 1 bộ, Nguyễn Tâm 1 bộ. Đỗ Hồng có, Nguyễn Tâm có, Hà Nguyễn không giấu 1 bộ, mai để ý mấy Hà Nguyễn. Rồi cho chị Vi Tranh 1 bộ, Heo Mập 1 bộ, còn 1 bộ là hết. Vi Tranh có, Heo Mập có đấy. Ô thế hết luôn à? Thế thì hết hàng này em ơi, hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Em hết luôn không còn. Đâu các chị ơi, hết rồi, B5 không còn nữa. B5 hết sạch rồi các chị nhá, không còn. B5 là hết luôn rồi. Nhớ các chị cổ bẻ cao cấp ra em ơi. Cổ bẻ cao cấp kia lấy cho chị xem mã kia xanh hồng đen thì có cùng mã. Đây có mấy bộ này cho các chị luôn này, bộ hàng đẹp. Không cùng mã thì lấy chị màu xanh ở đây trước của mã đấy. Em có mấy bộ này nhá, nhớ bộ này thì cái này là em có phải làm cả so sánh với hàng loại 2 cho các chị rồi. Cả so sánh với hàng loại 2 cho các chị đây, của em chuẩn bộ chất loại 1 nhá. Các chị thích hàng loại 2, thích cái giá rẻ hơn thì hôm sau các chị vào em sẽ bán cho các chị bán lẻ hàng đấy. Còn cái này của em là chuẩn hàng đẹp cho các chị luôn, chất đẹp kinh khủng luôn ạ. 40 cân đến 63-64 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Thậm chí các chị 65 cân vẫn mặc được, của em chuẩn hàng xịn luôn nha các bác. Cái này comment vào đây cho em luôn là bộ VIP 135. Lên rõ cho em là bộ VIP 135 cho em ạ. 135.000 một bộ, em có 2, 4, có 6 bộ này thôi mà. Không còn hàng luôn, bộ này khách lấy nhập nhiều lắm. Lên cốt tông khô ấy à, chị đợi em lát em lên cho. Comment vào đây cho em nha các chị nhá. Eo chất đẹp kinh khủng, bật cho chị cái quạt đây. Nó quay thì có bên trong. Không bật thì để nóng. Bộ VIP 135 nhanh tay thì được cho chị Liên 1 bộ này, Hà Trang 1 bộ này. Quay vào trong nữa em. Chậm tay là hết đấy, cho chị Nguyễn Sinh 1 bộ này. Nguyễn Sinh, Sinh Nguyễn khác nhau nhá, đều là chữ X đấy. Mai chốt để ý nó tỉnh rồi. Comment cho em là bộ VIP 135, 135.000 bộ này thì quá đẹp rồi. Cho chị Tùng Ero 1 bộ này. Tùng Ero có luôn ạ. Lên rõ là bộ VIP 135 cho em nhé. Cho chị Ngọc Phạm 1 bộ này. Ngọc Phạm 1, em còn 1 bộ nữa là em hết hàng này. Chất của nó xếp vào đỉnh của chóp luôn các bác ơi. Ok chị Liên chuyển khoản. Ok bác, chị nào chưa được lên cho em bộ VIP 135. Cho chị Chi Nguyễn 1 bộ hết hàng ạ. Ok chị Chi Nguyễn có luôn bộ VIP 135 hết hàng luôn nha. Bộ VIP 135 em hết mất rồi. Hết sạch luôn mất bộ VIP 135 rồi. Bàn chải bé đợi em đi. Bàn chải bé lên T1 là lên T13 kèm số lượng đi. Bàn chải bé vứt cho chị xuống đây nha em nhé. Chân váy này nay lên cho các chị cái cạp này đỉnh luôn. Cạp này em phải để dành nếu các chị đẹp lắm luôn đấy các chị nhìn này. Xinh cực kỳ luôn cho các bác luôn. Comment vào đây cho em luôn là CV95 nhé. CV95 em lên duy nhất một cặp này cho các chị thôi. 95.000 đồng một chân, 38 cân đến 62-63 thoả mái. Hàng này của em thì các chị em mình ai cũng mặc được, béo gầy mặc được hết luôn cho em. Nó che hết khuyết điểm rồi còn đâu nữa. Lên cho em là CV95, chân váy này 95.000, kỳ quan nguyên phạm cho chị chuyển khoản đi. Ok chị bộ VIP mà T13 các chị cứ lên đi. Cứ lên T13, ai lên T13 cũng đều bấm hết đó chị em nhé. Bàn chải bé thì các chị cứ lên T13 là được. T13 kèm số lượng set. Giá là 13.000 đồng một set 4 cái bàn chải bé cho các chị đấy. Đấy. Cứ lên T13 kèm theo số lượng cho em là được. Là em đều cho người ngồi bên cạnh bấm nhá. Em không đọc tên các chị comment T13 đâu.
Nào chị CV95 lên đây em ạ. Dì cứ thấy ai lên 69 trắng đen cho bác Lý Hoài cái áo chị mặc. CV95 chị Nguyễn Tâm một chân này, Tiên Thư Minh Khôi một chân này, dạ Q86 cho em, ôi thoải mái. Còn nhất cho chị Duyệt Hằng một cái Q86 79 cân, ok luôn. CV95 chị Hà Nguyễn không giấu này, lên cho em là CV95 nhá, là chân váy này luôn cho các chị luôn, là đẹp kinh khủng. Áo em mặc là 69 kèm màu. Áo em mặc là 69 đen, 69 vàng, 69 hồng, 69 trắng và 69 da. Áo em mặc là 69 kèm màu đây này. Đấy, màu da, màu trắng, màu hồng, màu đen và màu vàng. CV95 mà chị Đỗ Vân một chân này. Đỗ Vân một chân này, Hồng Vân cũng một chân luôn này. T13 các chị cứ comment em không đọc, mặc định tất cả các chị comment T13 là đều được lên đơn thành công nhá. Là nhân viên chấm là cho chị Hằng Lương có luôn CV95 này. Chị nhận được váy rồi, đẹp lắm, em cảm ơn bác Như Quỳnh ạ. 69 đen cho chị Thu Hương Lê này. Túi này là mã túi sinh 120 full hộp, 120.000 full hộp, mã là túi sinh 120. CV95 chị Vũ Thị Sen này. Vũ Thị Sen có luôn CV95 này. Còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên comment cho em. Mặc định nhất tất cả các chị comment T13 này là đều được lên đơn thành công đấy ạ. Em không cần đọc tên đâu. 69 đen cho chị Lộc Nguyễn kìa. Bàn chải bé là 13.000 đồng một set 4 cái, cứ lên T13 là được. T13 là bàn chải bé nhá, kèm theo số lượng set đằng sau ấy. 69 thì phải kèm màu chứ, 69 kèm số điện thoại thì lên thế nào được đơn hả chị? T13 các chị đang lên comment rất là nhiều nhưng em không đọc tên đâu, cứ lên comment T13 là đều được lên đơn luôn. Quần em đang mặc là Q85 kèm theo size S, M, L, XL, hết M, còn S, L và XL. Nó có mấy cạp khác nhau đấy. Còn chị nào mình chưa được Q13, à, T13 thì cứ lên comment đi. Em cho các bạn ấy bấm, gì đang bấm rồi đúng không? Giờ các chị chỉ cần comment một lần mã T13 là được. Rồi em qua mã nha các chị. Đừng lên là bàn chải 14K mà là T13 là bàn chải bé đấy các bác. Cho chị luôn áo này. Lên cho các bác mình một mã áo nữa này, đẹp lắm luôn. Cổ bẻ nha các chị nhá, hàng cao cấp. Lên mã này lên cho em là A88. 88.000 đồng. Dép em đi, dép chị đi còn sai số như là em còn 35, 36 với 35, 36, 38, 39 thì phải. Dép em đi là G165. G165 kèm theo size. G165 là đôi dép em đang đi, 165.000 được miễn ship. Còn size 35, 36, 38, 39 thôi. Cái này lên giúp em là A88 nhé. 35 cân đến 60 cân vẫn mặc được. Chất zip này càng giặt càng lì luôn ạ. Đây mới gọi là chuẩn cho các chị em mình, hàng đỉnh luôn cho các bác. Rồi em dừng nhận đơn T13 nhé. Rồi nhận thế thôi này em ơi. Comment vào đây cho em luôn, mã này là mã A88. A88 giúp em nha các chị ơi, đẹp lắm luôn các bác. Comment cho em là A88, nó là cổ bẻ zip cho các chị. Comment giúp em A88, con này chất đẹp, form đẹp, siêu bền luôn cho các chị. Này chắc chắn lên ở áo nam, mới like đến giờ này đã thấy mệt quá trời. Lên cho em là A88 cho em ạ, 88.000 một cái. A88 mà chị Lê Hương một cái, anh Bạch một cái. Comment cho em là A88 nha các chị nhá. Cho chị Nga Thanh một cái, chị Tuy một cái. Cho chị Hồng Vân một cái. Hồng Vân có luôn A88 này. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là A88 cho em. A88 là 88.000 cho các bác luôn ạ. Chất thì không cần phải suy nghĩ về em này luôn này. Quá đẹp luôn. Comment cho em A88, cho chị Nguyễn Thảo một cái. Ok, chị Phạm Hoàng là 2 set T13. A88 mà chị Cùi Bắp Yêu Anh một cái, hai cái cho chị Thu Tình, một cái cho chị Trần Oanh. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em nhé.
Con xanh đó đẹp nhỉ, chất sướng lắm luôn. Chị Cùi Bắp Yêu Anh có rồi. Chị Anh Bạch có rồi chị ơi. Chị nào chưa được lên giúp em là A88 cho em ạ. Cho chị Phạm Lành một cái, Hoàng Thủy một cái. Phạm Lành có, Hoàng Thủy có. Chị nào chưa được cũng lên cho em A88 nhé. Nhất thêm mà chị má bộ mẹ đi vào là chị lên kìa. À, lên cho chị cái bộ lên cho chị bộ 2X của đấy, mã đấy đi. Mảng đây chị thanh lý luôn đi, cho nó gọn luôn góc đấy đi, không để lại. Cùi Bắp Yêu Anh có rồi ạ. Cho chị Hồ Ngọc có luôn một cái A88 này. Cho Thảo Ngọc có A88 này. Chị nào chưa được các chị lên cho em A88 nhé. Nào đấy cho chị bộ đấy đi, 2X nhá. Bắn tặng một bộ đấy lỗ quá rồi. To này tổng kết. Cái này bộ này chị nào chưa mua được chất thì các chị khen quá trời nhiều luôn. Mà nó nhiều màu nên em chả có để lại nữa. Em xả hết luôn nha các chị nhá. Đẹp kinh khủng luôn, em lên size này là cho các chị này. Đẹp lắm luôn, bộ là có nơ chỗ này, bộ là có một cái đường dây chỗ này luôn, là đẹp lắm. Cái này từ tầm khoảng 48 cân đến 55-56 cân cho em. 48 cân đến 55-56 cân cho em ok. Nó đẹp một cách kinh khủng luôn, các chị yên tâm cho em đi. Bộ này em có thanh lý 88-89 nghìn cũng hết trong vòng nốt nhạc này, để cho các chị 76 nghìn một bộ. Hết luôn. Nhà các chị các màu này, hai bộ được hai màu nha các chị nhá. Hai bộ các chị được hai màu, bộ này đẹp gấp vạn lần bộ lanh. Không phải là lụa Hàn Châu A88 mà chị Xuân Hà kìa. Ok, chị Xuân Hà nhà Giang bán đồ tập thể thao. Có các ơi, vài bữa nữa em về cho. Nhà em mấy chị em nhà em đang mặc bộ này luôn. Hai bộ các chị được hai màu cho chị cả kẻ nhỏ đấy nữa em. Đấy. Nó nhiều lắm luôn, hai bộ các chị được hai màu nha các chị nhá. A88 chị Xuân Hà có rồi, lên luôn vào đây cho em B76. Em nói thật 76.000 một bộ này em bao các chị em mình cả giá nhập vào luôn. Hàng may gọi là phí cho các chị em mình luôn. 48 cân đến 56 cân cho em, 57 cân cho em ok hết. Quần nó trần trun trần cạp hết luôn. Mặc cho em đúng thật sự luôn, mặc cái bộ này cho em kể cả đi chơi đi trước cho em đều sướng. Mua tặng mua làm quà cho em đều ok hết luôn nha các chị nhá. Lên cho em là B76 kèm số lượng 2X mà cân ít, mà ít cân thế. Cái này nó nhỏ nhỏ nhất là size XL rồi chị. X2X, 3X nó đâu phải là cứ 2X nó phải là to đâu chị. Nhưng các chị nhớ nó tùy từng công ty. Có những công ty ví dụ như người ta Sài Gòn New nó làm từ MLXL chẳng hạn. Sunny nó làm từ LXL, 2XL chẳng hạn. Đúng không ạ? Còn dòng này nó làm XL, 2XL, 3XL. Nên size XL này là size ở giữa. XL của em này là 38 đến 48. 2XL là từ 48 cân đến 56 cân, 57 cân. Nhớ. Chứ không phải cứ 2XL là sao lại ít cân thế. Mỗi một công ty nó đặt một mã khác nhau, size khác nhau. Rồi B76, hai bộ cho chị Đỗ Hiên. 10 bộ cho bác đẹp rẻ luôn em ơi. Bác ơi đúng cái này em lỗ thẳng luôn đấy bác Huyền ạ. Đẹp rẻ là chị Huyền đấy. Rồi một bộ cho chị Thu Lê, một bộ cho chị Thương Lê, hai bộ cho chị Hường Nguyễn thả luôn cho chị em ơi. Hường Nguyễn có, cho Phong Nguyễn một bộ, hai bộ cho chị Huỳnh Thị Sương, hai bộ màu sáng được luôn cho Dương Henry. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy. Ôi B, Dương Henry comment lại đi. B76 em ơi. Lên rõ vào đấy là B76 nha em. Để 76.000 em lỗ lòi hết cả pha ra rồi đây. Sợ quá này. Lên cho em B, ok Dương Henry. B76 kèm theo số lượng cho em ạ. 76.000 một bộ, nhớ của em hàng may kỹ nha các bác. Đẹp lắm luôn. Em bán cái giá này là em lỗ lắm rồi. Em để lại mấy màu này, màu nào em cũng để lại em mặc luôn rồi. Các chị qua nhà em lấy đơn là các chị thấy em hay mặc bộ màu này này. Vì nguyên cái màu này em để lại hai bộ để em mặc đi ngủ luôn. Nguyên cái màu này vì nó sạch sẽ các chị. Này sợ luôn, lỗ. Coi như tính ra là mã này lỗ luôn cả mấy chục triệu. Lỗ luôn mấy chục triệu luôn đấy các chị. Sợ. Comment vào đấy cho em B76 kèm số lượng cho em 55 cân thoải mái chị ơi. 55 cân mặc ok hết, bác nào lấy lên cho em B76 kèm số lượng cho em nha. B76 kèm số lượng cho em này. Hai bộ cho chị Đỗ Hồng. Ok chị Đỗ Hồng. Trà Hoa còn bao hộp em? Trà Hoa các chị lên giúp em là trà Hoa 38k nhá. Trà Hoa kèm theo số lượng hộp, đây là trà Hoa ngũ cốc. Pha nước uống cho em này, uống thay nước lọc, thanh lọc cơ thể, điều trị mất ngủ. Đấy, rồi là giảm cân lấy lại vóc dáng, nói chung là cái này uống rất là mát ngon luôn.
nó gọi là trà hoa ngũ cốc. Thuốc ngứa hết hàng rồi em ơi, không còn thuốc ngứa đâu, thuốc ngứa hết sạch rồi, không còn thuốc ngứa nữa. Chết chị nhầm, bác Hương Hiếu comment no no. Cho chị lấy cho chị cốt tông thiết nhung trũng trước kia form vừa mang đây chị luôn. Vũ Kim Liên bấm T13 kìa. Đấy hình chỗ đấy, đấy mang nốt đây chị. Hai bộ màu sáng rồi, ok Phạm Thanh Hằng. Áo làm mát mã gì đó chị em chả biết. 51 trà hoa cho bác Nga Mạnh. Còn có mấy chục hộp nữa các chị. Trà hoa năm nay bán ít thì năm ngoái bán ôi dồi ôi. Sợ luôn, có ngày bán mấy trăm hộp. Cho chị màu trắng thôi, đưa đây chị lên từng màu cho nó nhanh. Cái này em lên từng màu nhá. Comment vào đây cho em luôn. A bao nhiêu gì ơi? Cốt tông cái này các chị thấy không? Hiện tại người ta đang xả 98.000. Vừa chiều nay em xem livestream các bạn đang bán 98.000, gọi là xả nốt này. Người ta gọi là xả chất cốt tông tuyết nhung hàng form vừa đấy, xả tá 98.000. Đây em bán nốt cho các chị em mình luôn, 75.000 một cái. A bao nhiêu gì? A15 kèm giá 75k nhá. Cái này từ 38 cân đến 57 cân. B76 cho trung thắng nhá. Ok trung thắng. Lên cho em A15 kèm theo giá 75.000 à. A15 kèm giá 75.000 cho em luôn này. Chớp đẹp lắm, tay của nó là hay tay gấp nhá các chị nhá. Tay nó tay gấp luôn. Comment vào đây cho em luôn A bao nhiêu nhỉ? A15. A15 kèm theo giá 75.000. A15 kèm giá 75 cho em nha. Lên cho em là A15 kèm theo giá 75k vào đấy cho em. Còn vài cái cho các chị thôi. Là hết hàng cho các chị em mình. Cho chị nốt mấy cái cốt tông non này màu da này. Còn ít. B76 ok chị Ngọc Ánh một bộ. B76. A15 75 hai cái cho chị Dinh Nguyễn. Còn hai cái nữa là hết A15. Cắm sẵn máy chủ em ơi. Trà hoa hai hộp cho chị sen đá. A15 75 cho chị Trịnh Tuy một chiếc. A15 75 cho Trần Oanh hết hàng. Ok chị Trần Oanh có luôn. Cái này lên nốt xả mấy rồi, nhìn nó chị sẽ đến xả mấy, xả hai thì phải đúng không? Nhìn thấy phải xả hai không? Hay lỡ nhá các chị nhá. Ô, cái chị Trịnh Tuy lần trước đã không nhắn tin. Ôi giời, thế sao mà không cho vào danh sách đen? Vừa mới hôm qua hôm kia có đơn mà. Em ơi kéo chị cái sạc dịch ra không? Nó dơ lệch điện thoại kia kìa. Cho chị Tuy cọc luôn đi. Nên cái này vừa mới xả đơn, sao không cho vào danh sách đen? Hả chị Trịnh Tuy? Chị đặt hàng cho nó sang à? Hay là chị như thế nào đấy? Để chị nói cho em biết nào. Chuyển khoản cọc ngay vào luôn 200.000 Trịnh Tuy. Anh như vừa mới hôm qua hôm kia. Đúng không? Chị nhớ mà, Trịnh Tuy thì vừa mới có hôm kia chứ mấy. Hôm qua ấy. Đấy. Đặt hàng xong địa chỉ số điện thoại không nhắn tin nên chị định như thế nào? Để chị bảo em. Chị chuyển khoản cọc ngay vào luôn cho em 200.000. Thêm một bộ B76 nữa chị Ngọc Ánh là hai bộ của em kìa. Đâu mà lại buồn cười như thế được, cái ý thức con người nó kém quá. Xả mấy em ơi? B76 cho chị Hương Nguyễn hai bộ kìa. Cái này lên cho em là xả 2 nha, em bán tặng nốt cho các chị em mình 58.000 một cái, không tị nhau, không so sánh giá. 35 cân đến 55-56 cân cho em thoải mái. Nó là tay lỡ, các chị mua cho con trai, các chị cũng mặc được, con gái, các chị cũng mặc được luôn. Comment cho em là xả 2 đúng không? Xả 2 kèm theo giá 58.000 cho em nốt luôn. Xả 2 kèm giá 58.000 cho em. Những người hay thật để ảnh con ảnh cái đi nhưng mà lại suốt ngày đi gây nghiệp. Bán hàng mà cái ý thức kém. Nói thì bảo ghê gớm, không nói thì bảo người ta ngu. Đâu ra cái kiểu người như thế. Nào,
xả hai để đây nó chị còn ít đúng không? Xả hai em còn ít nhá, con này cốt tông non, các chị biết con này là cho đi nốt luôn cho các chị em mình thôi, đẹp lắm. Xả hai kèm giá 58.000 nốt cho chị Linh Gấu một cái. Cái này các chị em mình mua 78, 79, các chị không so sánh giá nhá, em cho đi nốt rồi. Cho chị Nguyễn Tâm một cái vì nó chả còn nhiều đâu hết rồi. Hàng này thì em không đóng buôn nữa nha các chị. Comment cho em là xả hai. Xả 258 cho chị Hoàng Kiều một cái. Ok, bác Hoàng Kiều có. Cho chị Lê Thị Hiền một cái. Lê Thị Hiền có, cho chị Say Đức Nguyên một cái. Bác Lê Thị Hiền có rồi, chị Say Đức Nguyên có rồi ạ. Comment vào đấy cho em là xả 2 kèm giá 58.000 cho em nhé. Hôm nay em nhận được hàng rồi, ưng lắm. Cảm ơn Phan Văn Long nhé. Cảm ơn Phan Văn Long nhiều nha. Rồi còn chị nào mình chưa được xả 2 nữa, mình lên cho em xả 2 kèm giá 58.000 cho em này. Còn mấy cái nữa hết hàng, chất đẹp lắm. Này em ơi, cho vào túi chị. Cho chị sát nách có tay còn mã nào. Xả 258 cho chị Vũ Thương một cái. Ok, chị Vũ Thương có xả 2 kèm giá 58.000 cho em. Cho chị luôn mà đấy, cộc tay à. Cho chị luôn. Giải 1. Cái này các chị chốt nhanh luôn cho em. Đây áo làm mát cho các chị em mình luôn. 40 cân đến 60, 62 cân cho em vẫn ok hết. Các chị mặc dòng này là nghiện luôn, mát lạnh luôn. Đây gọi là áo làm mát nha các chị nhá. Mỏng tanh luôn cho các chị mặc xuống kinh khủng, nhẹ tanh luôn mà mát. Comment vào đây cho em luôn là rẻ 1 kèm theo giá cho em bán tặng 34.000 một cái. 34.000 đồng một cái nha các chị nhá. Hai cái là hai cái chữ thêu, hai cái hình thêu chỗ này khác nhau này. Comment vào đấy cho em luôn là rẻ 1 kèm theo giá 34.000 một cái. Em lại để thêm cái em mặc. Em toàn mặc hàng này thôi, kể cả đi ngủ đi nghiếc cho em sướng luôn. 34.000 cho các chị em mình luôn. Còn có ít chỗ này là hết rồi đúng không? Eo ơi, hàng này bán ít thật sự luôn. Áo này mặc mát lắm, thật sự đấy. Bác Trần Tươi, các chị đã mua em này rồi các chị biết. Mặc sướng lắm luôn, mát lạnh luôn cho các chị. Rẻ 1 kèm cả giá, chị ơi 34k. Không kèm giá em không lên đơn được nha các chị nhá. Kèm cả giá vào đấy cho em. Rẻ 1 kèm giá, áo ngực hết hàng chị ơi. Rẻ 1 kèm giá 34.000. Cho chị Hoan Nguyễn một cái nào. Ok, để lên cái em. Rẻ 1 kèm theo cho em cả giá nhá các chị nhá. Không kèm giá em không lên đơn được đâu. Các chị cứ comment mỗi rẻ không thôi. Rẻ 1 đến mai các bạn đi chốt 39.000. Các chị lại bảo trên live nói một kiểu, chốt đơn một kiểu. Nó mất thời gian của em nhá. Rẻ 1 34 chị Thu Thiết một cái. Cho chị Nguyễn Thủy một cái. Cho chị Đỗ Yến một cái. Rẻ 1 kèm cho em cả giá 34.000 cho chị Ánh Giang một cái. Ok, chị Ánh Giang có luôn này. Cho chị Hồ Ngọc một cái. Hồ Ngọc có luôn ạ. À. Cho chị Trần Oanh một cái. Thơm Vũ. Thơm Vũ đuôi 726 nhắn cho em địa chỉ điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Cho chị Nương Nương một cái. Nguyễn Thủy có rồi. Trần Quang một cái. 34.000. Chị nào chưa biết áo làm mát như nào mua về mặc thử cho em. Siêu sướng luôn. Mã là rẻ 1 kèm theo giá 34.000. Rẻ 1 kèm giá 34k cho em nha. Mặc siêu sướng luôn cho các chị luôn. Em chuẩn bị dừng like nha các chị nhá. Các chị có đơn nhắn hết cho em địa chỉ cộng số điện thoại và tin nhắn cho em. Nhắn cho em đầy đủ địa chỉ với số điện thoại và tin nhắn cho em này. Cho chị màu màu vàng của sát nách đây này. Lên nốt nghỉ luôn. Chị nào chưa được lên comment cho em rẻ 1 kèm theo giá 34.000. Cái này lên nốt cho các chị luôn. Thì hai cái cho chị Dinh Nguyễn. Cốt tông thô, chị comment cốt tông thô là không có đâu. Làm gì có mã nào là mã cốt tông thô hả chị? Rẻ 134 chị Nguyễn Thị Thu này. Rẻ 134 hai cái cho Sinh Hoa này. Sinh Hoa hai cái rẻ 134. Nguyễn Thị Thu có rồi. À, Phạm Thanh Hằng B76 nhắn địa chỉ điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Cái này lên comment cho em này, 35 cân đến 60 cân cho em vẫn ok hết luôn. Comment cho em là rẻ 2 kèm theo giá 27.000. Kèm theo số lượng vào đấy cho em ạ. À. Hai cái là hai hình hai chữ khác nhau nha các chị nhá. Nó nhiều chữ khác nhau lắm. Có cái có hình nữa luôn. Comment vào đấy cho em luôn là rẻ 3. Đúng không? Rẻ. Rẻ 2 kèm theo giá 27.000 kèm số lượng cho em. Nguyễn Thủy có rẻ 1 rồi. Cái này lên giúp em là rẻ 2 nhá, cũng chất làm mát kèm theo giá là 27.000.
sau đó kèm theo số lượng giúp em ạ. Áo đen em mặc lên là 69 đen chị ơi. Áo đen em mặc lên là 69, kèm theo màu đen, màu hồng, màu vàng, màu da và màu trắng nhé. Áo em mặc là 69 kèm màu cơ. Rẻ 227 cho chị Thúy Nguyễn một cái. À Thúy Ngoan một cái, hai cái cho Nguyễn Tâm, một cái cho Đỗ Yến, hai cái cho Huỳnh Thị Sương, một cái cho chị Liên, một cái cho chị Hương Lê. Rẻ 2 kèm giá 27.000 một cái cho chị Hồng Tài, Hồng Tài một cái. Kể cả mua cho con các chị mặc được hàng này mặc sướng lắm. Các bác toàn mặc hàng hiệu thôi, 5-700 nghìn hay 2-3 triệu một cái. Các chị bỏ ra mấy chục các chị em mình mua cái này xem có bị lừa không nhá các bác nhá. Em nói luôn, mặc đã lắm. 69 đồng các chị Kiên Dịu, Dịu Kiên kìa. Rẻ 227 cho Hồ Ngọc một cái, cho chị Thu Thiết một cái, hai cái cho Trần Oanh. 69 màu đen cho chị Hương Nguyễn. Rẻ 227 cho chị Vũ Thương một cái. Quần em mặc là Q85, 85.000 một cái nhưng chỉ còn SL, XL thôi, hết M chị ạ. Rẻ 227.000, hai cái cho Phát Huế, hai cái cho Nguyễn Thị Thu, hai cái cho Nguyễn Thủy. Rẻ 2 kèm theo giá là 27.000. Kèm theo số lượng cho em hai cái cho chị Hà Nguyễn. Thu Thiết có luôn một cái rẻ 227k. Chị nào chưa được nữa các chị lên cho em là rẻ 2 kèm theo giá 27k cho em nhá các chị nhá. Qua mã cho các chị luôn. Rẻ 2 kèm giá 27k. 27.000 đồng cái áo. Hai cái cho chị Phan Huế. Mặc sướng lắm luôn, một cái cho Trân Quang. 27.000 một cái, chị nào chưa được lên cho em rẻ 2 kèm giá 27.000. Cho chị một mã chip xịn em ơi. Rẻ 134, xả 58 hình như là xả 2 hay sao ấy. Với cả rẻ 227.000 ok chị Thắm Kiều. Hai cái cho chị Vũ Thị Sen, Phát Huế có rồi. Một cái cho chị Sinh Hoa. Xả 258. Cái này là có mấy chục chiếc đúng không? Làm tí em này hàng VIP cho các chị nhá. Đỉnh luôn cho các bác mình luôn ạ. Em nói thật luôn, chưa biết là cái này các chị em mình gọi là chưa biết cái gì bên trong, nhưng cái này các chị em mình đi sinh nhật này, sinh nhật chồng, sinh nhật người yêu, hay là sinh nhật em chồng, em chú, em cậu gì đấy, hay là xếp xiếc các chị xách cho em cái này đi là sang nhất hội rồi. Bao cho các chị quá đẹp luôn. Sinh Nguyễn có rẻ 2 luôn ạ. Đây các chị nhìn cho em này, eo đẹp kinh khủng luôn, một em hộp này. Khăn tắm em chả biết còn đây không đâu chị ơi, không kiểm tra được giờ này. Ui dồi ôi, full nộp luôn ạ. Bên trong này bill biết các thứ thẻ thiếc này, các chị nhìn cho em này, bao đẹp luôn. Một em dây lưng và một em ví da của nam nha các chị nhá. Thắm Kiều có rẻ 2 rồi chị ơi. Mặt dây lưng này các bác nhìn này, xịn kinh khủng luôn nha các bác luôn, không bao giờ sợ han gì nhá. Đơn giản lắm, cái này về chỉ cần gài dây lưng vào cái bấm lên phát là lên form luôn cho em rồi. Dây lưng này các chị nhìn cho em này, mê mẩn chưa? Đẹp lắm luôn nha các chị em mình, các chị mua cho chồng ạ. Mua tặng chồng, mua tặng người yêu hay tặng sếp. Đẹp kinh khủng luôn các chị nhá. Vừa đẹp vừa xịn, vừa mềm da xịn mà. À, dạ chị Thắm Kiều có rồi đấy chị Thắm Kiều ơi. Đẹp kinh khủng luôn cho các bác luôn đấy, da của nó này, mềm. Sướng luôn, vào một em ví da này. Nguyên cái ví này các chị em mình mua tặng đã là trên 200.000 rồi. 250 một em ví này luôn rồi. Hàng da bao bền luôn và đẹp luôn, mềm nhũn luôn đấy các chị nhìn này. Bên trong này để cho em tiền tiếc các thứ này, cả ngăn kéo khóa nữa luôn này. Đấy. Hay các anh có thể để cho em cái ví của, à quên, cái ảnh của vợ con vào đây cho em luôn này. Những chỗ ngăn này để cho em này, thẻ này, bằng xe máy, bằng ô tô này, căn cước công dân các thứ cho em này. Bên trong này để tiền cho em luôn nha các chị nhá, bao quá đẹp và xịn luôn. Đấy, cả một combo như thế này. Ẻo, cái này đẹp lắm luôn này. Nhìn các chị nhìn này, cái ví của nó này, sướng không? Mê luôn ạ. À. Cái này lên comment vào đây cho em luôn là Q85S cho Ngọc Tường Vi kìa em kìa. Rẻ 22 cái cho Trung Thắng này. Cái này số lượng có hạn nhá, chị nào mình chốt nhanh thì mình được. Lên comment vào đây cho em luôn là
VIP 185.000 cả ví cộng với dây lưng luôn ạ. Lên rõ cho em là VIP 185 cho em các chị ơi. 185.000 được cả ví và cả dây lưng full nộp sang chảnh như thế này luôn nha các bác nhé. Mua tặng mua làm quà cho em để em đã luôn yêu ngay từ phát nhìn đầu tiên. Comment vào đấy cho em luôn là VIP 185 cho em ạ. Dây của nó này, dây lưng này, bao cho các chị em mình luôn là mê mẩn luôn nha các bác nhé. Sướng lắm luôn, da xịn luôn cho các chị luôn. Comment cho em là VIP 185 ạ, 185.000 full nộp luôn. Đấy, dây lưng cũng xịn. Các chị bảo cái dây các chị mua, cái dây lưng đều đều ở ngoài cũng 180 rồi, đúng không? Cái ví bèo bèo cho em trên 200 rồi. Da đẹp quá luôn nhỉ. Thật sự luôn, cái hàng này mê mẩn luôn nha các chị. Comment vào đấy cho em luôn là VIP 185 nha các chị nhá. VIP 185 vào đấy cho em ạ. Hàng nguyên full book full biết cho các chị em mình về quay đập hộp tặng chồng tặng người yêu nha. Cứ lên cho em VIP 185 để lát em đọc các chị ơi. VIP 185 này. Ok, em cho chị Nguyễn Bảo Trâm 1 này. Cho chị Quyên Nguyễn 1 này. Kim Trúc Phan Kim Trúc 1 này. Nguyễn Ngọc An Nhiên 1 này. Lên cho em VIP 185 nhé. Nguyễn Bảo Trâm có rồi ạ. 185.000 phu nộp. Sách cho em đi tặng đi làm quà. Quá là sang luôn, không có nhiều nên em không lên đầu like được. Lại hàng thương hiệu nữa. Cho chị Hoàng Ngân có luôn này. Cái này các chị em mình biết, hầu như tất cả các chỗ người ta bán cái này 399.000. Bán nguyên cái dây lưng đã 299 rồi. Hộp thêm cả ví vào toàn 399. Đây em bán tặng cho các chị em mình có 185 thôi. VIP 185 mà chị Nguyễn Quyết có luôn này. Lên rõ cho em là VIP 185 nha các chị nhá. VIP 185 vào đấy cho em ạ. 185.000 một hộp. Cho chị Nguyễn Thu Hằng có luôn một suất này. Bác nào chưa được lên cho em VIP 185 cho em. Mỗi bác làm một suất về tặng làm quà cho em. Đấy, ví viết cho em nha các chị nhá. Gửi gắm tình cảm vào đây nha các bác. Comment vào đấy cho em VIP 185 cho em qua mã luôn nha mọi người. Nhiều mã quá, chán chả buồn lên thêm. Chị nào chưa được các chị lên cho em VIP 185. Rồi, chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là VIP 185 nha. Em nghỉ đây các chị ơi, chán quá chả muốn lên thêm cái gì nữa. Cho lên cho chị cái chip xịn mà cái chip kia là chip 128 á. Chip xịn 128 xem còn bao nhiêu mang chị nốt luôn. Chip xịn 128 là má nào không nhớ à? Đã lên rồi đấy. Có nhớ không? Ừ, xem còn khăn tắm thì các bạn đi chốt rồi. Đưa luôn cái BB đấy đi. Đấy. Cái này còn mấy set thì. Đấy. Ôi, cái này không phải cái mặt 28 đâu. Bán rẻ 2 cho chị Thanh Đặng rồi. Đơn 10 ngày chưa nhận được xong, gọi vào số 838 ấy, chị comment trên này chả giải quyết được vấn đề gì hết. Em muốn kiểm tra đơn thôi mà comment 10 ngày với 20 ngày nhá. Đừng có comment để làm tâm trạng của người ta không tốt. Cái chip này các chị càng giặt càng mềm, hàng cao cấp. Lên cho em là chip xịn. Lên rõ cho em là chip xịn 128 nhá. 128.000 5 cái đây các chị nhìn này. Chỗ này toàn bộ là bên trong này nó có lớp thông hơi siêu thấm hút luôn. Comment rõ vào đây cho em luôn là chip xịn 128. 128.000 5 chiếc. Cái này cho các chị em mình cứ từ 40 cân đến tầm độ 57-58 cân cho em vẫn mặc thoải mái luôn. Lên rõ cho em chip xịn 128, 128.000 là 5 cái nha các bác. Hàng này các chị mua toàn 60.000 một quần thôi. 60.000 một quần đấy, đúng của nó các chị nhìn là biết luôn là đúng hàng xịn rồi. Đến cái chỉ thừa của nó cũng không có luôn, mê mẩn luôn. Lên rõ cho em là chip xịn 128, 128.000 5 cái. Chả biết 128 hay 138 này bán 128.000 5 cái luôn. Lên rõ cho em là chip xịn 128 cho em nha mọi người. Đẹp lắm, hàng VIP mà. Comment cho em là chip xịn 128.
này mình lại phải để lại. Chip xịn 128 mà chị Phạm Quyết có luôn một suất này. Comment cho em chip xịn 128 mà chị Thương Lê có luôn này. Phạm Quyết có rồi, chị Thương Lê có rồi, nhân lên cho em là chip xịn 128 cho chị Vũ Thương có luôn này. Mua cho cái bản thân mình, cho các chị em mình, bản thân mình phải yêu thương chiều chuộng trước chứ. Phải mua những cái xịn sò chứ. Cái điều chị bảo ôi rồi bên trong chả quan trọng. Em nói thật, các chị mặc cái quần chip bên trong nó đẹp, các chị mặc cái quần bên ngoài nó cũng đẹp luôn cái mông. Chứ bên trong các chị mặc một cái quần chip này lộn xà, lộn xộn, cũ cũ, nhàu nhàu, nhĩ nhĩ thì nó cũng không đẹp được đâu. Cho chị Đỗ Hiền một set này. Còn chị nào, Đỗ Hiền có luôn, chị nào chưa được lên cho em chip xịn 128. 128.000 5 cái cho các bác. Cái này các chị em mình có mua cho em bèo nhất cho em 60.000, 65.000 một cái. Cho chị Tâm Nguyễn một set luôn này. Chị nào chưa được các chị lên cho em chip xịn 128 cho em nha. Cho chị một mã như nũ này đi. Đưa luôn chị cái mã hoa đi. Hoa hoa. Ừ, được, đưa luôn cái này đây được. Em chịu, em chả biết còn cái gì hết. Cái gì đâu các chị ơi, chị cá buồn kiểm tra luôn. Rồi, lên nốt mã nữa nghỉ các chị nhá, còn phải đẹp lắm luôn này. Cho chị Hà Nguyễn không giấu một suất một set kìa. Cái này này ren hai bên. Em này gọi là mỏng tanh siêu nhẹ siêu mát luôn cho các chị luôn. Mà mặc em này là không có lộ mồ hôi này, không lộ mỡ lộ miếc gì luôn nha các chị nhá. Con này mặc thích lắm. Comment vào đây cho em luôn A bao nhiêu? A16 đúng không? Hay A17? Lên cho em là A16 kèm theo giá 68.000. A16 kèm giá 68 cho em. Như toàn bộ các bác mình biết em bán cho các chị em mình 75.000, 79.000. Đây bán luôn cho các chị nốt 68, lên cho em là A16 kèm giá 68 này. Xong rồi đưa nốt chị cái đen kia, mang lên nốt làm má cuối đi nghỉ. Bữa ra xem ngoài bao còn bao nhiêu mang nốt nữa. Kiểm tra tin nhắn Trịnh Tuy kia đi. A16 phải kèm giá chị ơi, không kèm giá không lên đơn nhá. Không kèm giá em không lên đơn. Cái này chốt luôn cho em mã cuối 62k luôn cho em luôn này. Lên cho em thôi, lên luôn A62 cho nó nhanh gọn đi. Không comment mã cuối dài lắm. Lên cho em luôn A62 em nghỉ cho các chị. Cái này từ 40 cân đến 65 cân cho em. Kể cả vai các chị to đều mặc được hết luôn cho em luôn này. Có đệm ngực mút ngực. Lên luôn cho em là A62 em nghỉ. Rồi A16 68.000 cho Nguyễn Thảo một cái. A16 68 là em áo vừa nãy nha các chị nhá. Gen hai bên vai cho các chị đấy. Còn cái này lên luôn cho em là A62. Nghỉ nha các chị. Tất cả các chị có đơn nhắn cho em địa chỉ này, số điện thoại. Túi sinh 120 cho chị không phụ thuộc kìa. A16 68 mà chị Đượng Nguyễn một cái, cho chị Hường Nguyễn một cái. A62 cho chị Phạm Quyết một cái. A62 cho Thúy Nga một cái. Thúy Nga có A62 luôn, con này bán 62.000 bao giá cả đất nước này luôn. A62 cho chị Dung Văn một cái. Đúng thật sự em bán con này 62.000 là em bao giá cả đất nước luôn. Bao cả giá với các chị nhập vào với cái giá kể cả cả nghìn cái luôn ấy. Chuẩn hàng loại 1 nha các chị nhá. Rồi cho chị Dinh Nguyễn một cái A62, Dung Dương một cái A16. Cái này lên cho em là A62 nhá, A16 kèm giá 68 cho em. A62 cho chị Hoàng Ngân một cái. Ok bác Dinh Nguyễn nha, chị Dung Văn có rồi ạ. Đẹp dã man luôn. Các chị theo dõi em trước em like là toàn bộ ngày nào em cũng mặc con áo này luôn. Q86 cho chị Thanh Đặng. Q86 quần nam. Khăn tắm còn cho Hường Nguyễn. A62 cho chị Nguyễn Thị Hạnh Ngọc. A62 cho Sen Đá. A62 cho chị Liên Nguyễn. Ok phát Huế chuyển khoản. Chị nào chưa được lên cho em A62. Comment vào đấy cho em A62 để em nghỉ đây các chị ơi. Sầu quá là sầu thôi. Sao mà những cái bọn mà cứ suốt ngày đi comment dạo kia. Hay thật luôn ấy. Đấy đây này các chị này. Nó đang bọn nó đây này đấy các chị thấy không. Nó cho hết cả số điện thoại các thứ lên đây này các chị này. 222 đây này, không biết của shop nào đây này các chị này. Đấy, toàn bọn nó đi comment dạo thôi. A62 chị Nguyễn Thị Hạnh Ngọc có rồi chị ơi. Còn chị nào chưa được có lên comment vào đấy cho em là A62 cho em nha. Ok chị Nguyễn Thị Hoan cũng chuyển khoản kìa. Comment cho em là A62 cho em nha. Ok chị Thúy Nga cũng chuyển khoản trước kìa. Thúy Nga kìa. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em.
động thôi. Này em ơi, cho vào túi này. Nghỉ nha. Cháu muốn lên, nó muốn lên thêm một vài mã nữa mà mệt lắm. Đúng rồi đấy, A62 trước em bán là 78.000 đấy các chị, của em cộng 250 em chuyển khoản không em ơi. Tiếp chị bán cả cái đơn hàng chị còn chưa lãi đổi tiền ship, nó chuyển khoản miễn ship. Chị chưa ngủ đối với ship em ạ. À, chuyển khoản trước phí ship là 15.000 nhá. Ship COD là 30.000. Đó mày, cả cái đơn hàng lãi được 3.000, 4.000 đấy mà đòi miễn ship. Chắc tôi cũng dỡ hết nhà dần ra, tôi bán hết cả bê tông sắt thép đi, tôi ăn quá. Ok, Ngọc Tường Vi chuyển khoản này. Chị nhà em lấy, à ok, chị Lam Nguyễn là chị qua lấy đúng không? Lam Nguyễn mai chốt nhớ để ý qua lấy. Ok bác nha, vứt nốt là chị còn ba cái bộ mẹ của cái mã kẻ cái cho nốt đi cho gọn. Kẻ em ơi, cái này còn mấy bộ các chị lên nốt luôn cho em là B60 nhá. 60k, 45 cân đến 65 cân đẹp lắm luôn ấy. Còn có mỗi 4 bộ thôi, lên nốt cho em luôn B60. 60.000 cả bộ luôn nha các chị, 60.000 đồng cả bộ. Comment vào đấy cho em là B60. Còn 4 bộ. B60 cho chị Duyệt Hằng một bộ này. Cho chị Ánh Minh một bộ này. Em nghỉ rồi em không lên thêm đâu. Cho chị Phan Huế một bộ này. Cho Vũ Ngọc Anh một bộ này. Còn một bộ cho chị. Có 4 bộ thôi mà gì. 4 bộ đọc hết rồi mà. Hết B60 rồi các chị ơi, Duyệt Hằng, Ánh Minh, Phan Huế với Vũ Ngọc Anh. Hết không còn ở đâu các bác ơi. Hết sạch rồi. Hết B60 rồi. Hết rồi các chị ơi, không còn ở đâu. B60 hết sạch, có còn bộ nào đâu. Cái này em còn đúng 2 bộ nha các chị nhá. 2 bộ cho nốt cho hai chị luôn, bộ cao cấp này các chị này. Bộ này là 175.000, em còn 2 bộ này thôi. 2 bộ này cho các chị em mình từ tầm khoảng 45 cân đến tầm 45 cân đến tầm 55 56 cân mặc đẹp lắm luôn nhá. Hai bộ này em để nốt luôn 110.000 một bộ. Lên vào đây cho em luôn là B110 nhá. B110 đây là bộ đũi Nhật ạ. Nó là hàng đũi Nhật nha các chị nhá. Em còn đúng 2 bộ này hết hàng, chị nào lấy lên comment luôn B110 này. B110 vào đấy cho em nghỉ. Em nghỉ nha các chị ơi. Chị nào mà mua sữa rửa mặt với cả là dung dịch vệ sinh thì vào cái bài này nhá. Em ngồi em chốt một lúc này. Đây các chị vào cho em cái bài đăng này nhá. Kéo xuống bên dưới like á. Kéo xuống bên dưới like. Để em chốt đơn cho các chị. Trên cái này là các chị đặt hàng trên này comment chuẩn cho em cú pháp là CB189. Là được một sữa rửa mặt này, một dung dịch vệ sinh miễn ship nhá. Đặt hàng trên tút được tặng thêm một cái áo làm mát, tặng thêm một áo sát nách làm mát luôn cho các chị. Vào bài đăng đấy lên comment đi để em chốt cho rồi em nghỉ. Là em nghỉ em bắt đầu chốt cho các chị. B110 cho chị Nguyễn Thúy Hoàn này. Áo hồng cúc kia là mã em đang mặc này, là 69 kèm màu, 69 màu đen, 69 màu hồng, 69 màu vàng, 69 màu da và 69 màu trắng nhá. 69 kèm màu đấy, áo em đang mặc 40 cân đến 62, 63 cân thoải mái. Lên 69 kèm màu luôn áo em mặc nhá. Màu đen, màu hồng, màu vàng, màu da và màu trắng. Chị Nguyễn Thúy Hoàn có B110 rồi. Đấy, chị nào mà mình lấy cái này mình lên là 69 kèm màu luôn cho em này. Thuốc ngứa không còn hàng đâu mà cho chị lấy đâu có thuốc ngứa nữa chị. Em đã báo thuốc ngứa hết hàng lâu rồi. 69 màu hồng cho chị Giang Giang này. 69 hồng trà hoa cho chị Phạm Hoàn này. Ok, chị Phạm Hoàn có trà hoa. Thuốc ngứa làm gì còn hàng nữa mà chốt. 69 màu hồng cho Dương Henry này.
Chị nào lấy lên 69 kèm màu ở đấy cho em. Em nghỉ nha các bác mình ơi. Chào hoa cho chị Thúy Phạm kìa. Ok, chị Thúy Phạm có chào hoa này. 69 hồng của chị Nguyễn Thủy này. Ok bác Nguyễn Thủy. Các bác lấy thêm gì nữa không? Để em nghỉ nha các chị nhá. Con áo này mặc đẹp dã man luôn. Rồi em dừng like nha các chị. Bye bye mọi người. Chúc tất cả các chị em mình ngủ ngon nha. Bye bye mọi người.